Xin kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian sáng chủ nhật này để tham gia sự kiện trực tuyến của IDP. Thưa quý vị, chuỗi hội thảo trực tuyến lựa chọn đúng ngành nghề cho hành trình đến Úc được IDP tổ chức hàng tháng với mong muốn cung cấp cho quý phụ huynh và các bạn học sinh những kiến thức chuyên sâu về các ngành nghề cùng với cơ hội việc làm của ngành nhằm giúp cho các bạn học sinh có định hướng rõ ràng, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn cho con đường học tập và sự nghiệp của mình sau này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khanh Nguyễn và đồng nghiệp của tôi là bạn Nhi Nguyễn, là tư vấn viên thị trường Úc và New Zealand tại văn phòng IDP, sẽ đồng hành cùng với quý vị trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Đặc biệt, thông qua buổi hội thảo này, chúng ta còn có cơ hội để các bạn học sinh gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia trong ngành, là các cựu du học sinh quốc sinh Úc, giúp cho các bạn có thêm kiến thức khi bắt tay thực hiện ước mơ du học của mình. Thưa quý vị, trong những số trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những nhóm ngành như là tài chính, công nghệ thông tin, kỹ sư hay là nhóm ngành sức khỏe. Còn trong số này thì mời quý phụ huynh và các bạn học sinh cùng với IDP tìm hiểu về ngành đang rất hot hiện nay và được đánh giá là ngành nghề của tương lai khi hứa hẹn về sự tăng trưởng trong cả quy mô hoạt động nè và vai trò trong kinh doanh, từ đó dẫn đến sự bùng nổ về cơ hội việc làm lớn cả trong và ngoài nước. Nhóm ngành mà tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay đó là nhóm ngành tiếp thị và truyền thông. Vậy những đối tượng nào thì nên học ngành tiếp thị và truyền thông cũng như cơ hội việc làm của ngành này tại Úc và Việt Nam ra sao? Mời quý phụ huynh và các bạn học sinh hãy đồng hành cùng với IDP hết buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay để có thể tìm ra câu trả lời nhé. Trước khi bước vào nội dung của chương trình thì IDP xin giới thiệu về những nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu về các dịch vụ mà IDP cung cấp. Phần thứ hai là phần trình bày về các công việc liên quan đến nhóm ngành tiếp thị, marketing, truyền thông, communication. Phần thứ ba thì chúng tôi sẽ cập nhật nhanh về các chương trình học bổng mà IDP và các trường hiện đang điều phối. Phần thứ tư là phần câu đố vui có thưởng. Và phần cuối của chương trình là phần chúng ta có thể giao lưu, đặt câu hỏi với các vị khách mời và nhân viên của IDP. Trong suốt quá trình diễn ra buổi hội thảo thì nếu quý vị và các bạn có câu hỏi nào thì có thể để lại trong phần chat. Chúng tôi sẽ tổng hợp và xin phép trả lời vào phần cuối của chương trình. Thưa quý vị, trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì IDP rất vinh hạnh khi được chào đón hai vị khách mời đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên đó là chị Michelle Hoàng. Chị Michelle tốt nghiệp chương trình thạc sĩ thương mại của trường đại học Bond tại Úc. Em xin chào chị Michelle. Và em xin mời chị Michelle có thể giới thiệu thêm về công việc hiện tại cũng như là kinh nghiệm làm việc của chị để quý phụ huynh và các bạn học sinh ở đây có thể hiểu thêm về chị được không ạ? Xin cảm ơn hai em MC của IDP, em Nhiên và em Khanh, và xin cảm ơn công ty IDP đã mời mình đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chào quý vị phụ huynh và các em sinh viên thân mến. Thì hiện nay mình là giám đốc phụ trách marketing của vùng châu Á Thái Bình Dương của Đại học Griffith, Australia. Thì trước khi đảm nhiệm công việc này đó, thì trước đây mình có làm một số industry khác như là industry FMCG đó, một công ty Procter and Gamble, là mình phụ trách các một số thương hiệu của công ty Procter and Gamble. Đồng thời trước khi đến làm trong cái ngành international education đó, thì mình có kinh nghiệm làm việc trong cái ngành pharmaceutical industry ở Úc. Các công ty như là công ty gọi là Benefin Pharmaceuticals là công ty đầu tiên trên thế giới mà sản xuất thuốc mà ở Việt Nam mình chắc bây giờ biết đó, là sụn cá mập đó, là giúp cho xương khớp được, là Benefin Australia là công ty đầu tiên mà launch sản phẩm đó trên thế giới. Và một công ty dược khác mình cũng có kinh nghiệm làm việc đó là Interhealth Pharmaceuticals Australia, là chuyên các vitamin về các cái sản phẩm tự nhiên ở Úc. Thì rất vui được tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay và xin hẹn sẽ trò chuyện nhiều hơn với các em trong những cái phần tiếp theo đây. Nhường lời lại cho MC. Dạ em cảm ơn chị Michelle. Thì chúng ta sẽ gặp lại chị Michelle trong phần sau của chương trình nhé. Và vâng, em xin giới thiệu vị khách mời thứ hai của chúng ta. IDP xin được chào đón anh Ray Nguyễn ạ. Anh Ray là cựu du học sinh của trường Đại học Deakin Úc.
Anh hiện anh tốt nghiệp chương trình Bachelor of Arts với chuyên ngành là Media và Digital Communication. Và em xin mời anh Ray có thể bật mic để giới thiệu thêm về công việc hiện tại cũng như là kinh nghiệm làm việc của anh ạ. Cảm ơn em. Lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chào tới tất cả những quý phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu mình tên là Ray Nguyễn, tên tiếng Việt là Hoàng. Thì mình tốt nghiệp từ năm 2003 và sau đấy mình làm việc 2 năm ở Úc trước khi quay trở về Việt Nam vào 2015. Và cho tới bây giờ thì mình đang là một đang giữ vị trí đó là vị trí Marketing Manager tại một công ty đa quốc gia tên là Checkcommerce. Thì đây là một công ty là chuyên về vận hành kinh doanh thương mại điện tử trên các sàn thương mại điện tử hiện nay như là Shopee, Lazada, Tiki, làm việc với rất là nhiều những nhãn hàng trên dưới 50 nhãn hàng của rất là nhiều ngành nghề khác nhau và giúp những cái nhãn hàng đấy vận hành những cái kinh doanh sản phẩm đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử và sắp tới sẽ là trên những cái mạng xã hội như là Facebook hay là TikTok. Trước đây thì mình nắm những cái vị trí cũng đều thuộc trong ngành tiếp thị và truyền thông, đó là ở vị trí Marketing Manager ở một công ty về software, về phần mềm, và trước đó mình còn là một làm những công việc về truyền thông Professional Communication và PR và mạng xã hội Social Media của hai công ty lớn của Trung Quốc, đó là Huawei và Xiaomi. Và cái ngành mình tốt nghiệp ở Úc đó là ngành cái tên là Bachelor of Arts in Media and Communication, đó là ngành cử nhân về nghệ thuật chuyên về truyền thông tại trường đại học Deakin University ở thành phố Melbourne, Úc. Thì hy vọng là hôm nay mình sẽ có những cái trao đổi hay là những chia sẻ cho các bạn sinh viên cũng như là các bạn phụ huynh để mọi người đều có thể có được một cái nhìn hay là có những cái có những kiến thức mới để có thể là thực hiện được cái ước mơ du học của mình. Xin gặp lại mọi người ở trong phần sau của chương trình. Dạ vâng, em xin cảm ơn lời giới thiệu của anh Ray ạ. Và em xin cảm ơn chị Michelle và anh Ray đã nhận lời mời tham gia hội thảo trực tuyến cùng với IDP buổi sáng nay. Và IDP tin chắc rằng với những kiến thức chuyên môn nè và kinh nghiệm làm việc ở những vị trí cao của hai vị khách mời trong lĩnh vực này, thì buổi hội thảo của chúng ta hứa hẹn mang đến cho quý vị học sinh và các bạn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh những chia sẻ thực tế và bổ ích trong lĩnh vực mà chúng ta đang tìm hiểu, đó là tiếp thị và truyền thông. Và chúng ta sẽ gặp lại hai vị khách mời của chúng ta trong những phần sau của chương trình nhé. Và phần đầu của chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu chia sẻ về thông tin chung của tổ chức giáo dục IDP. IDP là tổ chức giáo dục được thành lập từ 38 trường đại học công lập của Úc vào năm 1969. Thì tính đến nay IDP đã có hơn 100 văn phòng tại 32 quốc gia. IDP tự hào là khi là công ty đi đầu trong lĩnh vực du học tại Việt Nam với 25 năm kinh nghiệm. Ngoài ra thì IDP còn là nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS UKVI số 1 tại Việt Nam. Và đặc biệt thì trong thời điểm dịch bệnh thì IDP tự hào là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS với những biện pháp đảm bảo an toàn dành cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Bên cạnh đó thì IDP còn thường xuyên tổ chức các kỳ thi thử hay là các buổi workshop nhằm hỗ trợ cho các bạn thí sinh có thêm sự tự tin cũng như là trang bị kỹ năng trước khi tham gia kỳ thi thật. IDP còn sở hữu trung tâm Anh ngữ ACEP. ACEP cung cấp các chương trình Anh ngữ học thuật và luyện thi IELTS chất lượng. Các bạn học viên khi theo học tại ACEP thì sẽ được trải nghiệm chương trình học chất lượng được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn. Hơn thế nữa thì IDP tự hào khi sở hữu Hotcup Việt Nam. Đây là cổng thông tin du học lớn nhất Việt Nam hiện nay với thông tin của hơn 350.000 chương trình học có sẵn tại 78 quốc gia. Thưa quý vị và các bạn học sinh thì đối với lại IDP, các bạn học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy các bạn học sinh khi làm hồ sơ du học tại IDP thì các bạn sẽ nhận được những dịch vụ hỗ trợ sau. IDP miễn phí tư vấn du học cho các bạn học sinh cũng như là giúp cho các bạn tìm hiểu chương trình học, tìm kiếm cơ hội học bổng từ 30 đến 100% tại 700 trường đối tác uy tín của IDP tại Úc. Chúng tôi còn giúp các bạn học sinh nộp đơn xin nhập học, là theo dõi tiến độ và nhận thư xác nhận từ trường. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy kinh nghiệm, thì IDP để giúp cho hàng ngàn các bạn học sinh hoàn tất hồ sơ xin visa du học miễn phí với tỷ lệ thành công là hơn 98%.
Ngoài ra thì IDP còn cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ cho các bạn sinh viên, bao gồm giúp cho các bạn lựa chọn bảo hiểm OSHC với 6 hãng bảo hiểm uy tín nhất tại Úc, chuyển tiền quốc tế an toàn, dịch vụ sắp xếp chỗ ở, đặt vé máy bay cũng như là cung cấp các dịch vụ cho các bạn du học sinh dưới 18 tuổi. Và dành cho các bạn học sinh đã có visa, chuẩn bị bay sang Úc nhập học thì IDP còn thường xuyên tổ chức các buổi vì departure nhằm giúp cho các bạn học sinh được trang bị kỹ năng trước khi bay. Không chỉ hỗ trợ cho các bạn học sinh làm hồ sơ du học tại Việt Nam mà khi sang đến Úc thì IDP còn có 6 văn phòng tại các thành phố lớn Sydney, Parramatta, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên khi đang theo học tại Úc. Và theo một thống kê cho thấy thì cứ 14 phút IDP lại giúp một du học và một học sinh du học thành công trên thế giới. Thưa quý vị, từ những thông tin cung cấp ở trên thì hy vọng quý phụ huynh và các bạn học sinh hiểu hơn về các dịch vụ mà IDP đang cung cấp cũng như là sẽ cảm thấy thực sự an tâm khi lựa chọn IDP để đồng hành cho ước mơ du học của các bạn. Thưa quý vị, vào năm 2021 thì IDP rất tự hào khi cho ra đời một ứng dụng mang tính đột phá công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đó là ứng dụng IDP Live. Với ứng dụng IDP Live thì quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể tra cứu thông tin khóa học, tra cứu về thứ hạng, về yêu cầu đầu vào cho các khóa học của hơn 1.000 trường đại học, cao đẳng và trung học trên toàn thế giới. Ngoài ra thì dành cho các bạn học sinh đang làm hồ sơ du học tại IDP, với ứng dụng IDP Live này thì các bạn có thể theo dõi tiến độ hồ sơ của mình theo thời gian thực hiện. Đồng thời thì ứng dụng này cũng cho phép các bạn lắng nghe những trải nghiệm từ cộng đồng sinh viên quốc tế nè, bí quyết chuẩn bị hồ sơ du học hay là những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia của IDP. Và hiện nay thì ứng dụng này đã có mặt trên hai nền tảng đó là Android và iOS. Vì thế thì quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể dễ dàng tải về điện thoại của mình để có những trải nghiệm hấp dẫn ạ. Để nhận được những hỗ trợ từ phía IDP thì quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ các văn phòng IDP gần nhất. Hiện ở Việt Nam thì IDP có 7 văn phòng tại 4 thành phố lớn, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có 3 văn phòng ở quận 1, quận 5 và quận 7. Ở Hà Nội thì chúng tôi có 2 văn phòng ở quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng. Ở Đà Nẵng thì chúng tôi có 1 văn phòng ở quận Hải Châu và Cần Thơ thì chúng tôi có 1 văn phòng ở quận Ninh Kiều. Đặc biệt thì cùng với IDP Live thì trong năm 2021, IDP đã cho ra mắt các văn phòng trực tuyến để hỗ trợ cho các bạn học sinh ở các khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu. Đây cũng có lẽ là tin vui cho các bạn học sinh ở các tỉnh thành xa các văn phòng của IDP. Thì các bạn vẫn có thể liên hệ các văn phòng trực tuyến của chúng tôi để sử dụng các dịch vụ của IDP một cách thuận tiện nhất nè, từ việc tư vấn về khóa học hay là hỗ trợ làm hồ sơ du học. Và như các bạn cũng biết thì vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, Úc đã mở cửa biên giới đối với loại người lao động nhập cư có tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau gần 2 năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh ở nước này. Và dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị bay sang Úc nhập học cho kỳ tháng 1 năm nay, hay là quý phụ huynh và các bạn học sinh đang quan tâm đến chương trình du học tại Úc, thì IDP xin phép được cập nhật nhanh một số thông tin về việc cách ly cho sinh viên quốc tế như sau. Hầu hết các bang đều không yêu cầu cách ly khi nhập cảnh. Duy nhất thì chúng ta có thể thấy là bang Queensland vẫn yêu cầu cách ly 14 ngày. Tuy nhiên thì khi tỷ lệ vaccine COVID-19 tại bang này đạt tới tỷ lệ 90% thì chính phủ bang sẽ cân nhắc việc thay đổi chính sách cách ly khi nhập cảnh. Còn đối với bang Tây Úc thì dự kiến sẽ bắt đầu mở biên vào ngày 5 tháng 2 sắp tới. Và khi nhắc đến bang Queensland thì chúng ta thấy là có yêu cầu cách ly 14 ngày. Và ở đây thì chúng ta có vị khách mời của chúng ta hiện đang ở bang Queensland, đó là chị Michelle. Thì không biết là chị Michelle có thể giúp em chia sẻ thêm về tình hình nhập cảnh của bang Queensland hiện tại không được không ạ? Cảm ơn em. Thì chị xin phép update như sau. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 đó, thì ở Queensland thì phân chia cái số người mà arrival in Queensland thành hai loại là interstate là đến từ các tiểu bang khác và international là đến từ nước ngoài. Thì từ ngày 15 tháng 12 đó, sinh viên quốc tế hay du khách quốc tế mà đến từ các tiểu bang khác nha,
là không cần yêu cầu cách ly và không hề ngoài cái yêu cầu là double vaccinated đó, không còn yêu cầu nào nữa. Như em có trình bày rồi đó, thì Queensland hiện nay sắp được 90% rồi, như ngày hôm nay đó là được khoảng gần 89%, cho nên theo dự đoán của chính phủ là trong vòng một tuần nữa là sẽ đạt tới 90%, cho nên các em bình tĩnh chờ đợi sắp có tin vui ha. Em cảm ơn phần chia sẻ của chị Michelle ạ. Qua phần chia sẻ của chị Michelle cũng như là cập nhật từ phía IDP thì các bạn học sinh lưu ý về việc cách ly của từng bang để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc nhập cảnh của mình. Và những thông tin trên cũng cho thấy được là tín hiệu đáng mừng, tín hiệu tích cực và đáng mừng từ phía chính phủ Úc. Thì chính phủ Úc luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để cho các bạn sinh viên quay trở lại Úc nhập học. Và sau đây thì tôi xin phép chuyển sang một trong những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Trong phần này thì IDP cùng với vị khách mời sẽ trình bày về nhóm ngành marketing. Thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, bởi vì chúng tôi đang giới thiệu về du học cho nên là chúng tôi xin phép được trình chiếu các slide bằng tiếng Anh với mong muốn là các bạn học sinh làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì trong quá trình chia sẻ thì IDP cũng như là vị khách mời của chúng ta sẽ cố gắng chuyển ngữ để quý vị có thể theo sát được nội dung của chương trình. Và nếu như quý vị có bất cứ câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi trong phần chat để IDP và các vị khách mời có thể hỗ trợ giải đáp trong phần cuối của chương trình ạ. Thưa quý vị, khi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp luôn không ngừng nắm bắt và cập nhật xu hướng mới nhất trong thị trường để tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp. Và một trong những phương tiện giúp tiếp cận thị trường là cầu nối giữa thị trường và doanh nghiệp, đó là các hoạt động marketing. Vậy marketing là gì? Marketing trong tiếng Việt gọi là tiếp thị. Đây là hình thức phổ biến giúp kết nối khách hàng nè, doanh nghiệp. Marketing là hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng hay là nâng cao sự hiện diện của thương hiệu. Vậy thì để giúp các bạn học sinh có thể hiểu hơn về định nghĩa của marketing nè, vai trò của marketing trong doanh nghiệp và lộ trình nghề nghiệp của một bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành marketing sẽ như thế nào, thì em xin phép mời chị Michelle có thể là giúp em chia sẻ về vấn đề này được không ạ? Cảm ơn em. Thì marketing á, có nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà chị nghĩ đó, cái định nghĩa mà mình dễ nhớ nhất á, là marketing là help to grow the business. Có nghĩa là marketing là có cái trong mỗi business em không thể nào thiếu marketing. Tại vì marketing là mang business đến cho mỗi cái business, cho nên to grow the business là marketing. Những cái gì mình làm á đều 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 mà grow, để grow business thì đều được consider là marketing cả. Dạ vâng. Vậy thì chị Michelle có thể chia sẻ thêm về về cái lộ trình của một bạn sinh viên ạ. Sau khi tốt nghiệp ngành marketing thì cái lộ trình của và cơ hội nghề nghiệp của bạn như thế nào ở trong cái slide như slide ạ? Thì sau sau khi trong ở Úc đó, ít khi nào mà chia khi em đi học đi ha, thì thông thường chị luôn khuyến khích sinh viên là em nghĩ coi là sau này khi mà em học xong em muốn làm gì, thì cái ngành nào mà em passionate rất là yêu thích làm đó, mình mới tính trở ngược lại là mình học cái gì ha. Thì ở Úc marketing liệt kê là thuộc nhóm ngành business commerce, thì em học 3 năm, sau đó em tốt nghiệp xong thì first job của mình đó, tại vì theo chị thấy đó, marketing thực sự là một cái ngành có nhiều cơ hội việc làm nhất. Tại vì không có cái business nào mà không cần marketer hết trơn á. Cho nên first job của em ha, có thể là marketing coordinator, assistant, media planner, account executive. Hiện bây giờ đó, có social media và mình có nhiều cái phương tiện để thu thập thông tin của khách hàng nhiều hơn. Cho nên sẽ có nhiều cái cơ hội làm việc là business analyst hay là customer consumer insight analyst. Và một trong những mảng của marketing mà mình ít khi nào đặt đến á, là sales. Sales cũng là một phần của marketing ha. Và brand profile building. Tại vì lý do tại sao người ta đi mua sản phẩm là phải biết cái brand. Thì như vậy cái brand không phải tự động nó đến, mình phải xây dựng thương hiệu. Thì brand cũng là một cái mảng lớn trong marketing. Rồi sau khi mà em làm một thời gian đó, thì mình có thể phát triển, bắt đầu mình phát triển lên thì 5 năm, 10 năm mình có thể thành một
Digital Communication Manager, Marketing Research Consultant, Brand Manager or Social Media Specialist. Rồi sau 10 năm thì bắt đầu em có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu, cũng như có thể trong những công ty lớn thì em có thể lead một số cái lead một số những cái team á. Cho nên một số người người ta sẽ move lên thành vô vị trí quản lý, là trong những công ty nhỏ em có thể thành CEO hay là Managing Director, hoặc công ty lớn thì mình có những vị trí như là Chief Marketing Officer, Communication Director hay là Account Director. Dạ vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle về lộ trình nghề nghiệp cho một bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành marketing ạ. Và qua phần chia sẻ của chị Michelle thì chúng ta cũng thấy được là marketing đóng một cái vai trò rất quan trọng trong thị trường hiện nay. Vậy thì với Úc, tốc độ phát triển dự kiến của ngành này ra sao? Và theo như số liệu thống kê được cập nhật gần đây trên trang sức.com.au, thì dành cho quý phụ huynh và các bạn học sinh chưa biết về sức.com.au thì đây là trang thông tin tuyển dụng lớn nhất tại Úc hiện nay. Thì tốc độ phát triển của các công việc này tại Úc từ năm 2020 đến năm 2025 dự kiến sẽ tăng từ 87.100 đầu công việc lên tới hơn 105.500 công việc, tức là đâu đó tăng khoảng hơn 18.400 công việc. Bên cạnh đó thì mức lương trung bình của ngành này là khoảng 1.737 đô Úc một tuần, cao hơn hẳn 277 đô Úc, tương đương với 18% so với mức lương trung bình của các ngành khác chỉ là khoảng 1.460 đô Úc một tuần. Và dành cho các bạn sinh viên đang quan tâm đến cơ hội việc làm của ngành này tại Úc thì qua số liệu thống kê trên thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái lượng nhu cầu lao động cho ngành này tại Úc là rất là lớn, cũng như là mức lương trung bình của ngành này thì cao hơn hẳn so với lại các ngành khác tại Úc ạ. Chị cũng bổ sung thêm chút với em là như vậy đó, mình thấy cái mức lương trung bình á, khi mình làm marketing á, ở Úc là 70.000 đô Úc đúng không? Thì nó cao hơn là mức lương trung bình ở Úc đó. Mức lương trung bình của ở Úc là 45 đến 50.000 đô Úc. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle ạ. Vậy thì và sau đây thì chúng ta sẽ cùng vị khách mời của chúng ta là chị Michelle để mà tìm hiểu thông tin chi tiết về một số ngành cụ thể trong lĩnh vực marketing ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với công việc đó là nhân viên tiếp thị Marketing Officer. Vậy thì chị Michelle thân mến, chị Michelle một lần nữa có thể giúp em chia sẻ về vai trò của một nhân viên marketing thì mình sẽ làm những gì được không ạ? Khi mình nói nhiều khi chị thích dùng cái chữ marketing hơn á, tại vì chị thấy dùng chữ tiếp thị đó nhiều khi nó cũng hay lẫn lộn với chữ promotion, phải không? Promotion thì chỉ là một phần nhỏ của marketing thôi, phải không? Tại vì trong marketing á nó gồm rất là nhiều phần khác nhau, thì để cho đơn giản như vậy ha, là em làm công ty nào cũng vậy, thì mỗi năm mình đều phải có kế hoạch kinh doanh cho năm sắp tới, phải không? Thì bộ phận kế toán tài chính cũng có kế hoạch kinh doanh của họ là những cái ngân sách cho những hoạt động công ty như thế nào. Thì khi em làm marketing thì luôn luôn lúc nào mỗi công ty đều phải có một cái marketing budget, thì mình tạm dịch tiếng Việt là gọi là budget, là ngân sách à? Ngân sách dành cho các công việc marketing để mà mình gia tăng thu nhập của công ty lên, phải không? Thì thông thường ở một công ty lúc nào cũng có một Chief Marketing Officer hay là Marketing Director, là người sẽ định hướng những cái chính sách và họ biết là mình có một cái budget như vậy là bao nhiêu, rồi tùy theo công ty của em có bao nhiêu nhãn hàng, có bao nhiêu sản phẩm, rồi mình mới mỗi sản phẩm mình phải có một cái chiến lược riêng cho nó. Thì từ cái lúc nào em nên hiểu là trong marketing lúc nào mình cũng có cái goal, mục đích là cái gì, là mục đích của mình năm nay cho một cái nhãn hiệu này là đạt được cái gì. Sau khi mình có cái goal xong xong là mình sẽ có strategies, là chiến lược. Mình có chiến lược xong thì
mỗi chiến lược như vậy nó có sở những cái tactics hay activities, là những, chị cũng không biết tactics tiếng Việt nói là gì, nhưng mà activity là hoạt động, có những hoạt động gì. Thì khi em là marketing officer đó, thì em không phải là giống như em đi ra siêu thị, em thấy promotional girl sát hàng, cái đó không phải là marketing officer nha. Em ít khi nào thấy marketing officer lắm, tại vì họ là những người làm đằng sau không à. Họ là những người implement, có nghĩa là carry out, có nghĩa là khi mình lên kế hoạch thì mình phải thực hiện. Thì thông thường marketing officer sẽ là một người thực hiện những cái kế hoạch mà đã đặt ra cho sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Thì cái đó là mục đích chính của marketing officer, thì là thực hiện. Đồng thời trong quá trình em thực hiện thì em cũng là một cái intelligence, là một cái nguồn thông tin rất cần thiết cho những người quản lý của em. Tự vì em giống như là em phân line, là em đối diện với khách hàng á, thì em sẽ biết là những cái hoạt động nào tốt, những hoạt động nào không có kết quả tốt, để em feedback lại cho manager. Sau đó mình mới improve những cái activity của mình, hoặc mình dùng cái đó để mình tìm hiểu, phân tích lại, mình chuẩn bị một cái kế hoạch tốt hơn cho lần sau. Dạ, và em cảm ơn phần chia sẻ của chị Michelle ạ. Và thông qua phần chia sẻ này thì em nghĩ là các bạn học sinh cũng đã hiểu rõ hơn về vai trò của một marketing officer rồi. Vậy thì cái cơ hội việc làm nè, mức lương trung bình cũng như là mức độ hài lòng của vị trí này tại Úc ra sao? Thưa quý vị, thì cũng theo trang tip.com.au thì cơ hội việc làm cho vị trí này tại Úc thì hiện có 1.149 đầu công việc. Mức lương trung bình cho ngành này là khoảng 70.000 đô Úc một năm, và mức độ hài lòng của công việc này là 3.5 trên 5. Thì không biết là chị Michelle có nhận định gì về những cái con số này không ạ? Thì theo chị nghĩ đó, ở lý do đó 3.5 không phải là thấp nhưng mà nó không cao. Lý do đó em là thật sự nếu mà ai muốn làm công việc mà giống như mình nói là hành chính mà 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đó, thì nhiều khi marketing không phù hợp. Tự vì công việc marketing nhiều khi nó yêu cầu em làm việc ngoài giờ hành chính nhiều lắm, phải không? Với lại công việc này đó, nhiều khi mình phải suy nghĩ, mình dùng đầu óc của mình rất nhiều, mình không có phải giống như là một số công việc như nếu mà em làm điều dưỡng đi, em tới bệnh viện em làm, em chăm sóc bệnh nhân hết giờ em đi về. Nhưng marketing là cái việc mà nhiều khi sếp em kêu em làm một cái marketing plan mà trong giờ làm việc em làm không hết. Và có một cái em trong marketing quan trọng nhất là deadline. Có deadline là không bao giờ được miss deadline. Tại vì chẳng hạn như mình có một cái campaign nhá, mà một tuần nữa phải chạy lên TV, mình không thể nào đi đến đến TV, hoặc là mình đến một cái, mình dùng cái social media platform, mình nói ô tôi sorry nha, tôi chưa ready, thôi dời lại đi tuần sau mới làm, không được. Cho nên cái tùy theo cái khả năng của mình đó, mà khá thông thường là marketing em sẽ phải mang việc về nhà làm. Cho nên đó là lý do tại sao mà là đúng rồi, là mức độ hài lòng làm 9 tới 5 là hết. Đó. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ thú vị của chị Michelle ạ. Và vị trí tiếp theo trong nhóm ngành marketing mà chúng tôi muốn đề cập ở đây đó là vị trí chuyên viên tiếp thị, marketing specialist. Vậy thì vai trò của một marketing specialist là gì? Thì một lần nữa em lại mời chị Michelle để có thể là chia sẻ về vai trò của vị trí này được không ạ? Thì cũng tùy theo là công ty của em làm là thuộc cái ngành industry nào. Thì cái industry giống như ngành nghề đó ha, thì cái marketing nó khác lắm. Tuy nhiên nhìn chung á, mình làm marketing officer là chỉ thấy dễ nhất. Tự vì có một người đã làm marketing plan, làm hết chiến lược sẵn sàng cho mình chỉ cần thực thi cái chiến lược đó thôi. Nhưng khi mình lên một mức cao hơn thì cũng có thể trong công ty nhỏ là em vừa phải thực thi cái chiến lược đó mà em phải lên kế hoạch nữa. Lên kế hoạch là khó đó, tại vì để lên được một cái kế hoạch đó, mình phải thu thập rất là nhiều dữ liệu. Mình phải biết cách phân tích dữ liệu để mình dự đoán được là cái nào work, cái nào không work. Thì khi mình làm event này, mình làm activity này, mình sẽ tăng được cái mình tăng được cái số lượng gọi là revenue, là thu nhập cho sản phẩm dịch vụ như thế nào, tiếp cận thị trường mới như thế nào. Tại vì trong marketing không bao giờ nó đứng tại chỗ hết trơn á.
em sẽ có nhiều cái phân khúc thị trường khác nhau, nhiều khi rớt phân khúc này nhưng phân khúc khác nó lại nhảy vô, thì nó rất là linh động. Cho nên khi mình lên một mức cao kế tiếp là mình phải lập kế hoạch là một cái việc trong những việc chính của marketing, lập kế hoạch. Tại vì lập kế hoạch không phải có một cái kế hoạch đó làm hoài, lỡ khi thị trường thay đổi em phải thay đổi cái kế hoạch. Nhưng tóm lại lúc nào cũng phải có lập kế hoạch và có những cái định hướng sau đó mới thực hiện. Đó. Thì dĩ nhiên là mình dùng đầu óc nhiều hơn ha, nhiều trách nhiệm hơn thì lương sẽ cao hơn. Đúng rồi. Vì sau phần chia sẻ của chị Michelle thì chúng ta cũng để so sánh được với lại marketing specialist với lại marketing officer, thì chúng ta có thể nhìn vào số liệu thống kê để chúng ta có thể thấy được sự khác biệt ở đây. Thì cơ hội việc làm cũng trên sip.com.au cho vị trí này hiện tại thì có đến 2.654 đầu công việc, thì cái nhu cầu cho cái vị trí trí này thì nó cũng em thấy là nó cũng hơn gấp đôi so với lại Đúng marketing rồi. officer đó. Và mức lương cho công việc này cũng cao hơn, đó là khoảng 80.000 đô Úc một năm, và mức độ hài lòng cho vị trí nào cũng cao hơn với một marketing officer, đó là khoảng 3.7 trên 5 ạ. Thì tại vì trong cái vị trí này đó em, là em không còn phải là thực thi nữa, mà là em thực thi những cái chiến lược mà em đề ra. Cho nên chị nghĩ đó, khi mình đi làm đó mà mình có những cái chiến lược mình đề ra ha, mình thực thi mà mình nhận được cái kết quả tốt, thì cái job satisfaction của mình nó cao hơn, mình sẽ cảm thấy rất là tự hào, rất vui với cái khả năng của bản thân mình đó. Chính vì vậy thì em nghĩ là cái mức độ hài lòng của cái vị trí này nó cũng cao hơn so với lại một marketing officer. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với một cái vị trí cao hơn trong lĩnh vực này, đó là vị trí quản lý tiếp thị, marketing manager. Khi nói đến vị trí quản lý thì chắc chắn là yêu cầu của công việc là cũng như là vai trò sẽ quan trọng hơn rồi. Và rất vui vui khi chúng ta vị khách mời của chúng ta là chị Michelle, và chị cũng đang là giữ vị trí là marketing manager của trường đại học Griffith. Thì bằng những kinh nghiệm ở cái vị trí quản lý vậy thì em tin chắc rằng chị Michelle sẽ có những cái chia sẻ thực tế cũng như là về vai trò của vị trí này, đúng không ạ? Thì chị nghĩ đó, nhiều khi mình cũng cần cỡ 5-10 năm đó em, mình mới lên làm manager được. Lý do tại sao? Tại vì đến lúc đó đó, khi mà em đi làm đó, thì em có hai cái set skill rõ rệt lắm. Một cái là technical skill, là giống như em rất là specialist, là những cái kỹ năng marketing em sẽ phải rất là rành ha. Rồi nhưng khi em lên manager, em nên nhớ đó là bắt đầu mình sẽ không involve vô day to day activity nữa, mình không có đi làm những cái việc hàng ngày nữa, nhưng mình sẽ quản lý, công tác quản lý nhiều hơn. Thì nếu như mà cái nghề của em á, cái skill của em chắc á, thì em cảm thấy rất là tự tin. Tại vì khi em lên manager rồi đó, em có một cái team, thì cái nhiệm vụ quan trọng nhất của một người manager là làm sao em motivate được cái team của em. Là motivate, là tiếng Việt mình là Đẩy nhưng mà tiếp động lực các chị. động lực, đúng rồi. Giống như là truyền cảm hứng cho cái team, cho nhân viên của mình, đúng không? Tại vì thường mọi người mà cảm thấy vui vẻ nè ha, cảm thấy một 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 rất là motivated đó, thì họ, khoa học đã chứng minh đó, là họ sẽ làm việc tốt hơn. Đó, cho nên khi em lên manager rồi đó, là hơn 50% của em là để quản lý nhân viên của em, làm sao để mọi người, một cái team mà gọi là high performing team là quan trọng nhất. Thì nếu như tay nghề của em cứng đó, thì team của em sẽ rất là tôn trọng, respect em, tại vì họ có thể đến hỏi những cái ý kiến. Tại vì nếu mà em chưa có nhiều kinh nghiệm, nhiều khi em rất run, em nói chết rồi, không biết cái này làm có được hay không. Nhưng mà nếu manager của em mà cũng run như em thì em sẽ không cảm thấy tự tin, đúng không? Nhưng mà nếu manager của em nói là không, em cứ làm đi, tại vì chị biết như vậy sẽ work, làm như vậy sẽ tốt, cái này tốt hay cái kia không tốt. Thì cho nên khi mà em lên marketing manager đó, là trách nhiệm nhiều hơn ha, và mình vẫn giúp team của mình vô những cái kỹ năng, như là mình cần kỹ năng phân tích dữ liệu. Từ vì dữ liệu bây giờ nhiều, nhưng mà không có nghĩa em có nhiều dữ liệu là em làm tốt. Tự vì máy móc cho em dữ liệu nha, cho em cái cách
thu thập dữ liệu, nhưng cái người phân tích dữ liệu là người phân tích, cho nên vẫn cần cái khả năng phân tích dữ liệu để mà hỗ trợ cái team của mình làm việc performing một cách tốt nhất. Vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle về vị trí Market Manager. Thì khi nhắc đến Manager thì chắc chắn là mình phải quản lý rồi. Thì chính vì cái nhu cầu tuyển dụng cho cái yêu cầu của vị trí này nè rất là cao, cũng như là cái vai trò rất là quan trọng, cho nên là cái mức lương cũng như những cái số liệu thống kê thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ khác. Và nhìn vào theo thống kê trên trang sức.com.au thì cái nhu cầu tuyển dụng cho công việc này cũng rất là cao ạ, khoảng 1.547 đầu công việc. Và đặc biệt khi nhìn vào bảng thống kê thì chúng ta có thể thấy được cái tốc độ phát triển cho cái ngành này là ở 21,1%. Em nghĩ đây thực sự là một công việc có tốc độ phát triển cực kỳ cao nè. Em nghĩ là và em nghĩ thì vì cái tính chất công việc của vị trí này là đòi hỏi chuyên môn rồi kinh nghiệm cao, cho nên là mức lương của công việc này thì cũng rất là cao, 110.000 đô Úc một năm, và mức độ hài lòng cho công việc này cũng khá là cao, 4.0 trên 5 ạ. Thì không biết là nhìn vào cái số liệu thống kê này thì không biết là chị Michelle có chia sẻ gì không ạ? Chị nghĩ đó, ai mà chịu đựng được stress ha, thì các em nên nhớ đó, mình đừng bao giờ nói em muốn công việc nào không có stress. Thực sự đó, khi mà em đi làm rồi đó, em không có việc nào mà không có stress hết trơn đó. Việc kiếm tiền là nó stress à. Chỉ có đi chơi là không stress thôi. Nhưng stress hay không là do mình manage nó, không? Cái cách mình manage cái stress là căng thẳng hả em, căng thẳng công việc ha. Thì khi ai mà lên được marketing manager rồi đó mà người ta không happy là dễ bị rớt lắm, tại vì em không chịu đựng được cái áp lực của công việc. Cho nên chị nghĩ những người chịu đựng được áp lực của công việc và vẫn cảm thấy mình làm được đó, là cái mức hài lòng của họ cao, thì họ mới mới stay với lại cái position đó, nếu không họ đã không làm rồi em. Dạ em cảm ơn chị Michelle. Thì thưa quý vị, là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về những vị trí trong ngành marketing truyền thống nè. Tuy nhiên thì trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, khi mạng xã hội Internet ngày càng phát triển như vậy, thì cụm từ Digital Marketing, đó là tiếp thị kỹ thuật số, ngày càng trở nên phổ biến. Vậy thì Digital Marketing là gì? Thưa quý vị, nếu như marketing là công cụ để kết nối giữa doanh nghiệp với lại tập khách hàng mục tiêu của mình, thì Digital Marketing cũng chính là những cái hoạt động marketing được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số. Lúc này doanh nghiệp sẽ không còn tiếp cận khách hàng theo những phương thức truyền thống, mà thay vào đó thì là sẽ là những cái các kênh thông tin điện tử được sử dụng, có thể kể đến như là email nè, website hay là Facebook. Và thông qua những cái nền tảng kỹ thuật số này thì các chuyên gia marketing sẽ xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Và trong hôm nay thì IDP cùng với vị khách mời của chúng ta sẽ phân tích hai vị trí trong nhóm ngành này, đó là Digital Marketing, chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số, Digital Marketing Specialist, và quản lý tiếp thị kỹ thuật số, Digital Marketing Manager. Và chúng ta sẽ bàn về vị trí đầu tiên, đó là Digital Marketing Specialist. Nhưng mà chị Michelle có thể là chia sẻ về vai trò của Digital Marketing Specialist, và nếu mà so sánh với lại Marketing Specialist, tức là một chuyên gia tiếp thị truyền thống, thì nó có sự khác biệt như thế nào ạ? Em biết không, kỹ thuật thuật số đó phát triển nhanh ghê ha, là có nghĩa là cách đây 10 năm, 20 năm đi, mình chưa biết digital là gì hết trơn, phải không? Hiện nay đó, thì từ từ đó, cách đây cỡ 10 năm đó, digital chỉ coi là một trong những cái kênh của marketing thôi, phải không? Thì không có digital cũng được, tại vì nó là một trong những kênh thì em focus như những kênh khác. Nhưng mà chị bảo đảm với em đó, không có cái business nào bây giờ mà không chú trọng vô digital hết trơn. Cho nên đến thời điểm này nè, là digital channel đó, nó trở thành một cái kênh không thể thiếu của marketing. Tuy nhiên em nhớ nó vẫn có chữ marketing, có nghĩa là mặc dù digital nhưng mà nó vẫn xuất phát là marketing. Thì mình nói nôm na là nó cũng để phát triển thương hiệu sản phẩm thông qua kỹ thuật số đi ha. Thì chẳng hạn nếu mà em là một công ty lớn đó, chẳng hạn một cái ngành mà marketing rất là quan trọng đó, là gọi là FMCG, là Fast Moving Consumer Goods, như là những cái ngành nào mà đồ siêu thị đó, em đi vô em thấy đó là FMCG đó. Thì những công ty lớn trong FMCG đó là họ có những cái kênh marketing khác nhau, bao gồm digital. Nhưng nếu như em là một cái business nhỏ thôi đó,
thì thật sự đó mà em dùng những channel khác đó, nó rất là đắt, nó không có rẻ. Trong khi digital dùng dùng cái kênh kỹ thuật số đó, chẳng hạn quảng cáo trên Facebook nè, hay là mình dùng cái SEO là Search Engine Optimization, những cái đó cái chi phí nó không quá cao mà mình vẫn dùng một cái budget nhỏ và mình vẫn reach cái người consumer của mình được. Cho nên thời đại mới này đó nó đẻ ra những cái nghề mới, là không phải em làm marketing officer không, nhưng một số công ty họ chỉ focus vô quảng bá thương hiệu dịch vụ qua kênh digital mà thôi. Thì nó có cái digital marketing specialist, là nó cũng giống như là marketing officer hay marketing specialist, nhưng có nghĩa là em vẫn phải hiểu, am hiểu về marketing nha, là vẫn phải biết consumer insight, vẫn biết phải biết cái target market là gì, của mình là gì, và lúc nào cũng phải có một cái target mình đạt được là cái gì. Trong marketing em nên nhớ cái chữ target đi, từ vì chữ đó quan trọng lắm. Lúc nào cũng phải biết target mình muốn đạt được là gì ha. Thì cái này á, là mình chỉ giống như mình làm marketing specialist officer, nhưng chỉ chuyên focus vô dùng kỹ thuật số thôi. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle. Thì qua phần chia sẻ thì chúng ta cũng thấy được là Digital Marketing Specialist thì nó vai trò nó cũng gần giống như là một Marketing Specialist, nhưng thay vì là áp dụng những cái phương thức truyền thống để mà tiếp thị, thì chúng ta lại sử dụng những cái mạng Internet hay là sử dụng những phương thức kỹ thuật số để mà có thể là thực hiện các chiến dịch tiếp thị. Đúng không ạ? Ừ, À, đúng vậy rồi. thì cái cơ hội việc làm và cái mức lương trung bình của công việc này ra sao? Thì theo như thống kê của trang tuyển dụng Six thì chúng ta cũng thấy được là cơ hội việc làm cho vị trí này tại Úc cũng là tương đối cao ạ, là khoảng 1.362 đồng công việc, với tốc độ tăng trưởng cũng rất là cao, như là một marketing manager vậy là khoảng 21,1%. Và mức lương trung bình cho công việc này là khoảng 70.000 đô Úc một năm, thì cũng cũng cao hơn so với lại mức lương trung bình của các ngành nghề khác. Và nhưng mà mức độ hài lòng của công việc này thì em thấy là cao hơn hẳn so với lại những cái marketing Ừ, truyền thống, đó là đúng rồi. 4.4 trên năm ạ. Thì chị có thể là giải thích tại sao cái mức độ hài lòng của công việc này nó lại cao như vậy được không ạ? À, em biết sao, nhiều khi á, chị nghĩ á, làm marketing á, nhiều khi mình ngồi mình nhìn, mình cũng giống như là bà thầy bói mà nhìn vô cái crystal ball á, là mình nhìn mình dự đoán đó là ủa không biết mình làm này thì nó work là tại sao. Nhưng cái kỹ thuật số được một cái đó em, là data mình thu thập rất tốt, trong khi những cái phương pháp truyền thống khác thì khó thu thập data lắm, nó trong khi còn kỹ thuật số mình thu thập data dễ hơn ha. Thì chị nghĩ khi mà em thu thập được data xong rồi, em so sánh với những cái việc mình làm, cái ngân sách mình bỏ ra, cái kết quả đó, thì nó giống như là một cái vòng xoay tròn, mình giải thích được lý do tại sao mình connect được hết mấy cái dot, thì như vậy chị thấy mình cảm thấy sẽ thỏa mãn về 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 cái công việc mình làm hơn. Thì chị nghĩ, với lại những cái tools đó, bây giờ mình có nhiều cái tools để mình làm lắm, mình không có phải làm trong bóng tối nữa, nhiều công nghệ để giúp mình lắm, cho nên chị nghĩ mình sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn 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 rất nhiều với cái công việc truyền thống đó. Em cảm ơn chị Michelle. Thì em nghĩ là do cái tính chất công việc mà nó đã tạo nên cái mức độ hài lòng cho công việc này cũng rất là cao ạ. Và vị trí cao hơn thì sau khi giữ vị trí Digital Marketing Specialist này, thì với những kinh nghiệm và chuyên môn thì chúng ta có thể giữ cái vị trí cao hơn trong ngành này. Đó là vị trí mà IDP muốn đề cập đến, đó là quản lý tiếp thị kỹ thuật số Digital Marketing Manager. Vậy chị Michelle ơi, một lần nữa thì chị Michelle lại giúp chúng em để mà có thể chia sẻ về vai trò của một Digital Marketing Manager, và liệu nó có khác gì với lại Marketing Manager không ạ? Chị nghĩ không khác lắm đâu em, về quản lý nhân viên thì cũng cũng như vậy thôi ha. Tuy nhiên có một cái mình cần hơn á, là cách phân tích xử lý số liệu đó, tại vì số liệu mình sẽ có rất nhiều nha, và mình sẽ phải phân tích xử lý số liệu nhiều hơn nè. Đồng thời đó, chị nghĩ đó, tại vì số liệu mình có đó thì đối thủ cạnh tranh của mình cũng có, cho nên cái này đó mình cần khả năng phân tích nhiều hơn là cái lúc trước đây mình làm marketing manager nhiều lắm.
Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle về vai trò của một Digital Marketing Manager. Vậy thì bàn về cơ hội việc làm của vị trí này tại Úc thì ta cũng có thể thấy là cơ hội cho công việc này theo trang tuyển dụng xét hiện nay thì có hơn 1.308 đầu công việc nè, và tốc độ phát triển của vị trí này cũng tương đương với lại những cái vị trí chúng ta vừa đề cập, đó là khoảng 21,1% so với lại một số vị trí cùng ngành. Mức lương trung bình cho vị trí này cũng rất là cao, 90.000 đô Úc một năm, và mức độ hài lòng của công việc này cũng rất là tốt, thì khoảng 4.2/5. Thì em thấy là cái mức lương này nó cũng thấp hơn so với lại marketing manager, thì không biết là chị Nhi sẽ có thể giúp em chia sẻ vì tại sao nó lại có cái mức lương khác nhau như vậy cùng vị trí được không ạ? Theo chị nghĩ đó là Digital Marketing Manager thường là những công ty em làm, có thể là công ty nhỏ hơn, phải không? Nếu như là làm một công ty lớn đó thì cái người đứng đứng đầu là những người Digital Marketing Manager sẽ report cho một người Marketing Manager. Cho nên cái chức này nó vẫn thấp hơn cái cách mức độ trách nhiệm của Marketing nó cũng cũng thấp hơn là cái Marketing Manager. Manager. Sau phần chia sẻ của chị Misha thì em nghĩ là các bạn học sinh cũng đã có thêm những cái kiến thức cũng như là những cái hiểu biết về những vai trò của từng vị trí cũng như là cái cơ hội việc làm hay là mức lương trung bình của các công việc này tại Úc. Mong là qua phần phân tích vừa rồi thì các bạn học sinh này có thể hiểu thêm về vai trò cũng như là những cái cơ hội của việc làm tại Úc. Như vậy thì để chuẩn bị tốt hơn cho các bạn học sinh nè, trước khi ra trường và có việc làm thì chắc hẳn thì các bạn học sinh cũng muốn biết thêm những yêu cầu và kỹ năng nào mà các nhà tuyển dụng khi cần tìm kiếm nhân viên cho lĩnh vực này. Vậy thì em xin phép mời chị Michelle giúp em chia sẻ về những cái kỹ năng cần thiết hay là những cái vấn đề này được không? Em như em thấy bên trái ha, nó là marketing officer, còn bên phải nó là digital marketing specialist. Thì bên trái em cần biết những cái thông thường thôi, chẳng hạn như là những cái nội dung, những cách làm marketing content chẳng hạn, social media platform, khả năng phân tích, khả năng làm việc nhóm, cái cách mà mình implement là mình thực hiện các cái chiến lược và các cái hoạt động marketing. Khi mà cái bên phải digital của em cũng phải biết những cái bên trái rồi ha, nhưng mà em có những thêm cái kiến thức mà cái chuyên môn đó chỉ chuyên cho cái kênh digital thôi, như là search engine optimization hay là search engine marketing, Google Analytics, WordPress, Facebook Ads gì đó, thì những cái này là giống như là nó sẽ thay đổi liên tục á, cho nên mình cần rất là cập nhật những cái kiến thức mới, nhưng cái nền tảng căn bản nó bên trái vẫn phải có. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Misha. Thì sau phần chia sẻ của chị Misha, chúng ta có thể thấy là ngoài cái chuyên môn kiến thức về ngành nghề thì chúng ta cần trang bị cho mình những cái kỹ năng như chị Misha có đề cập, thì để mà chúng ta có thể có cơ hội tốt hơn sau khi ra trường, để có thể là có cơ hội trong cái việc mà tìm việc của mình. Với các bạn học sinh đang quan tâm đến chương trình học tại Úc thì để học các ngành này thì các bạn có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Cho những bạn quan tâm đến chương trình cử nhân thì các bạn học sinh có thể chọn cử nhân marketing nè, cử nhân commerce hay là cử nhân business với chuyên ngành là marketing, hoặc là các bạn có thể học cử nhân marketing và communication. Về tổng quan của bậc cử nhân thì kỳ nhập học cho chương trình này tại Úc thông thường thì có 3 kỳ, đó là tháng 2, tháng 7 và tháng 11. Và đối với lại về về thời lượng chương trình học nè, thì em thấy là đối với là chương trình cử nhân, đối với chương trình cử nhân này tại Úc thì sẽ yêu cầu chỉ 3 năm thôi, so với lại chương trình học tại Việt Nam hay là các quốc gia nói tiếng Anh khác thì chúng ta cần 4 năm để mà hoàn thành cái chương trình cử nhân này. Và về yêu cầu đầu vào thì chương trình cử nhân các bạn học sinh cần hoàn thành cái chương trình trung học phổ thông Việt Nam tại Việt Nam với điểm GPA thì tùy theo yêu cầu của mỗi trường. Và về yêu cầu tiếng Anh thông thường sẽ là IELTS 6.0 ở tất cả các kỹ năng hay là 6.5 thì tùy trường. Và tương tự như vậy cho các bạn muốn học chương trình thạc sĩ tại Úc thì các bạn cũng có rất là nhiều sự lựa chọn khi mà đăng ký khóa học. Thì các bạn có thể học thạc sĩ marketing nè, thạc sĩ commerce hay là business với chuyên ngành là marketing, thạc sĩ marketing management hay là thạc sĩ marketing communication.
Và về tổng quan của chương trình thì kỳ nhập học cũng giống như bậc cử nhân, thì thông thường chương trình kỳ nhập học cho chương trình thạc sĩ thì có thể là rơi vào 3 kỳ, tháng 2, tháng 7 và tháng 11. Về thời lượng chương trình thì tùy theo chương trình và bằng cấp tại Việt Nam mà các bạn có thể học theo chương trình là 1 năm, 1 năm rưỡi hay là 2 năm. Và về cái yêu cầu đầu vào của chương trình thạc sĩ thì các bạn có thể là cần phải hoàn thành chương trình cử nhân với chuyên ngành liên quan hoặc là chuyên ngành bất kỳ, hoặc là với một số trường thì có thể yêu cầu kinh nghiệm 2 năm làm việc khi là chúng ta nộp đơn. Và về yêu cầu tiếng Anh thông thường cho chương trình đó là IELTS 6.5, không kỹ năng nào ở dưới 6 hoặc là các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. Và chị Michelle ơi, thì ở đây thì em có thấy là đối với lại chương trình thạc sĩ của Úc á, thì có yêu cầu các bạn học sinh phải tốt nghiệp chương trình cử nhân với chuyên ngành liên quan hoặc là không liên quan. Thì chị Michelle có thể giúp em làm rõ về cái yêu cầu này và khác biệt của các chương trình học cho các bạn học sinh ở đây chúng ta cùng nắm được không ạ? Thì nếu nếu như mà tự vì khi mình học business ra đó em, nhiều khi mình tốt nghiệp đại học đi ha, cái tự nhiên mình đi vô công ty làm, mình được cử làm marketing, thì nếu mà em đã học một cái bằng bachelor business đó, em đi làm marketing cũng được, không không sao đâu, nhưng làm một thời gian em sẽ thấy thiếu. Tự vì khi em học business thì là những kiến thức chung tất cả về business, như là kiến thức quản lý nhân sự, marketing nói chung, kế toán tài chính nói chung, nhưng mà nó không chuyên về marketing. Thì như vậy đó, nhiều khi mình đi làm 1-2 năm mình thấy thiếu hụt những kiến thức về marketing mà mình rất yêu thích làm marketing, mà để được thăng tiến hơn nữa thì mình cần phải đi học để cho củng cố lại cái kiến thức của mình hoặc nâng cao kiến thức marketing của mình. Thì khi nếu như em học một ngành có liên quan là business đi ha, thì em đã biết là principle marketing, principle of accounting, principle finance, rồi macroeconomic, microeconomic. Thì như vậy khi đi học master marketing, mình không cần học 2 năm là 4 học kỳ nữa, mình chỉ cần học 1 năm rưỡi thôi. Tại vì học kỳ đầu tiên 4 môn học ở bậc master thường là những kiến thức chung về kinh tế. Thì nếu mình có bachelor business là mình đã biết rồi. Còn nếu như chẳng hạn như em học ngành dược đi, hoặc kỹ thuật, tự nhiên giờ mình đi ra mình làm trình dược viên, mình biết dược nhiều lắm nhưng mà mình đâu có kiến thức về marketing. Mình muốn đi học master marketing tại vì mình muốn phát triển hơn về marketing trong cái ngành pharmaceutical đi, thì mình cần học 2 năm tại vì mình không có kiến thức kinh tế gì hết trơn á. Thì nó là như vậy đó. Em cảm ơn phần chia sẻ của chị Michelle. Thì qua phần chia sẻ thì chúng ta cũng thấy được là tùy vào bằng cấp của các bạn này, tùy vào chương trình học của các bạn tại Việt Nam mà chúng ta có thể là chọn cái khóa học phù hợp tại Úc, có thể là 1 năm, 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm ạ. Và ngoài ra thì tại Úc thì em được biết là có những cái hiệp hội về marketing đó chị, ví dụ như là AMSRS này hay là AMI. Thì vậy thì các bạn học sinh khi ra trường thì muốn làm việc tại Úc á chị, thì có phải nhất thiết trở thành thành viên của các hiệp hội này hay không? Và nếu như mà trở thành thành viên của các hiệp hội thì các bạn học sinh sẽ có những cái lợi ích gì? Thì chị Michelle có thể giúp em chia sẻ về những cái vấn đề này được không ạ? Riêng ngành ngành marketing đó em không phải là thành không cần là thành viên của các hiệp hội này đâu, em vẫn làm việc marketing ở Úc được. Tuy nhiên nếu như tự vì nhất là trong cái thời đại này phát nó thay đổi liên tục ha, thì nhiều khi mình mặc dù mình đã học chuyên về marketing rồi đó, nhưng mà trong khi mình đi làm mình vẫn cần cập nhật kiến thức của mình. Thì nếu mình là thành viên của các hiệp hội này đó, thì họ sẽ có những cái buổi hội thảo hay là conference, có những mời những cái chuyên gia về cập nhật những cái kiến thức mới nhất để mình bổ sung cho nghề nghiệp của mình. Cái thứ hai nữa đó là chị không biết ở Việt Nam bọn em có sử dụng cái từ networking nhiều không? Là quan hệ đó, thì mình phải có mối quan hệ đó thì sự nghiệp của mình nó phát triển sẽ nhanh hơn, phải không? Thì khi mình là một hiệp hội chuyên môn nào đó đó là một cái dịp để mình networking với peers, là những người cùng bậc với mình hoặc những người cao hơn thì hoặc những người thấp hơn, thì có thể là mình sẽ kiếm được công việc mới tốt hơn, hoặc là mình là sếp thì mình kiếm được nhân viên mới chẳng hạn. Thì networking với lại professional development là hai cái mà chị nghĩ là lợi ích để mà tham gia những cái hiệp hội chuyên môn như vậy.
Em cảm ơn chị Michelle và em tin là với những cái ưu thế mà chị Michelle vừa mới chia sẻ khi mà trở thành thành viên của các hiệp hội marketing tại Úc như vậy thì em tin rằng các bạn học sinh sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng rất là mong muốn để trở thành thành viên của hiệp hội ạ. Và sau đây thì em xin trình bày về một cái ví dụ về chương trình học cử nhân Commerce chuyên ngành marketing của trường đại học Griffith. Thì như các bạn cũng thể thấy thì có thể thấy thì chúng ta có những cái môn học bắt buộc gọi là core unit và những cái môn học tự chọn đó là elective. Và hiện chị Michelle cũng đang làm việc cho trường đại học Griffith thì chị cũng làm trong lĩnh vực tuyển sinh thì chị có thể giúp em chia sẻ về những cái môn học này được không ạ? Thì mục đích đó khi mà em học học cái chuyên ngành marketing đó là làm sao trường chuẩn bị cho em khi được tuyển vào làm marketing officer, sếp sai em làm việc này việc kia liên quan đến marketing là em phải biết làm cái gì, đúng không? Thì trong marketing đó, tự vì mình là quảng bá về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ thì mình phải biết cái đối tượng mình muốn quảng bá đến, tâm tư suy nghĩ của họ là cái gì, đúng không? Thì một trong những môn học em thấy đây, consumer psychology, là tâm lý khách hàng, phải biết cái cách phân tích tâm lý khách hàng. Thứ hai nữa là biết tâm lý khách hàng rồi thì phải sử dụng số liệu thói quen tiêu dùng này kia của họ như thế nào, phải không? Thì cái đó là marketing research and intelligence. Advertise marketing không thể thiếu advertising. Marketing là đứng đằng sau advertising, là cái gì em là người tiêu dùng em thấy nhưng đằng sau nó là marketing. Rồi bây giờ đâu có phải là mình sản phẩm không em? Service, dịch vụ cũng là một sản phẩm. Cho nên dịch vụ rất là quan trọng, tại vì cuộc sống của mình cần càng ngày càng phát triển hơn đó, nó càng đẻ ra nhiều dịch vụ người ta cần lắm. Thì marketing dịch vụ cũng là một cái ngành mà thời đại ha. Xong nhiều khi mình cứ nói marketing không à, nhưng mà thật sự cái mảng sales là cái mảng để cho dễ ha, chẳng hạn marketing là như vậy đi, em làm cho một công ty FMCG đi, marketing là em sẽ có những cái chiến lược quảng cáo ha, chẳng hạn chị nói lấy dầu gội đầu đi thì là em quảng cáo đến người tiêu dùng là tóc mềm mượt đẹp gì đó. Còn sales là sao? Bây giờ em thấy một cái nhãn hàng tóc xinh xiêu đi, đẹp quá ha, em muốn đi mua. Nhưng em chạy ra cửa tiệm mà xinh xiêu không có đó, sao em mua được? Đúng không? Vậy là coi như quảng cáo fail rồi, tự vì quảng cáo để bán hàng mà. Thì sale sẽ là người make sure là tại cái kệ đó đó, khách hàng nghe cái nhãn hiệu tốt quá, chạy ra cái kệ, bốc được cái hàng để mua. Thì cái đó là sale. Hai cái marketing với sale nó đi chung với nhau. Thì trong cái core của em là em học sale với negotiation. Trong sales negotiation cực kỳ quan trọng, thì cái này nó dạy cho em những cái chiến lược để mà thương thảo với những cái đối tác như thế nào. Riêng chị thấy cái quan trọng nhất và cái core của một người marketer phải biết là marketing strategy and analytics, là cái cách làm chiến lược marketing và phân tích cái chiến lược đó như thế nào để đưa đến, để mình dùng cái ngân sách một cách có hiệu quả nhất cho công ty của mình. Thì cái đó em sẽ được học trong marketing strategy and analytics. Thì khi em đọc những cái môn học đó, em thấy nó khá là gần với những cái kiến thức em được học. Thì khi em học xong em cảm thấy mình được trang bị rất là đầy đủ ha. Thì trong elective đi, thì có một cái chị muốn highlight với bọn em, đó là cái digital and social media marketing. Bây giờ không thể có một công ty nào làm marketing mà không để ý đến digital hay social media được. Và cái này nó thay đổi liên tục. Cho nên có một môn học các em rất nên chọn là digital and social media marketing. Đồng thời, một cái marketing mà mình làm tốt được đó là mình phải rất am hiểu về văn hóa của người tiêu dùng. Và văn hóa thì nó đi theo là cái cộng đồng hoặc là cái bản chất, bản sắc cái dân người dân đó. Chẳng hạn như ở châu Á của mình đi, người dân Việt Nam suy nghĩ sẽ cái thói quen tiêu dùng và cái tâm lý của người ta sẽ khác với Trung Quốc ha, sẽ khác với Thái Lan, sẽ khác với Indonesia rồi Malaysia, Singapore. Thì một cái chị nghĩ ở Úc á, có lợi cho các em đi du học, Úc là một nước đa văn hóa. Việt Nam mình em đi ra đường thấy 99% là người Việt, đúng không? Nhưng ở Úc nha, là
dân tộc đa văn hóa, như chị nói thành phố chị ở là Gold Coast đi, là 35% người ở Gold Coast là không sinh ra ở Úc. Cho nên khi mình đi học đó, mình có dịp tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác nhau, phải không? Thì mình mới hiểu được cái tâm lý hành vi tiêu dùng của người ta. Mà về văn hóa đó em đọc sách cũng được, nhưng cách tốt nhất là em ở chung, là em mới biết được văn hóa của người ta. Thì đến Úc không phải là em học văn hóa của người Úc không đâu, mà em còn được biết được văn hóa của người gốc Trung Quốc, người gốc Việt Nam, người gốc châu Âu, rồi người gốc Nam Mỹ, người gốc châu Phi, người gốc Đông Nam Á khác. Thì như vậy đó, nó trang bị cho mình một cái basic foundation về culture awareness của nhiều cái chủng dân tộc khác nhau. Tại vì em nên nhớ, mình học xong bây giờ mình là global citizen rồi. Công việc của mình không có nằm ở Úc không hay là ở Việt Nam không đâu, mà mình sẽ có cơ hội là một global citizen, mình làm việc ở đâu cũng được. Thì nếu mình hiểu văn hóa đó, mình sẽ làm marketing tốt hơn. Thì như chương trình của Griffith đó, nó có một cái môn mà chị nghĩ các em nên đó, là Community Internship và Partnership for Sustainable Development Goals. Thì em sẽ, khi em đi học ở nước ngoài, em sẽ nghe nói rất nhiều là Sustainable Development. Tại vì bây giờ khí hậu nóng dần lên, phải không? Thì công ty đó, ngoài generate lợi nhuận, còn phải có một cái trách nhiệm xã hội. Và ở các nước phát triển như Úc, Mỹ, châu Âu, họ rất quan trọng về trách nhiệm xã hội. Thì khi trách nhiệm xã hội mà quan trọng, có nghĩa là người dân, người ta trong đầu người ta cũng rất quan trọng về trách nhiệm xã hội, không? Thì khi em đi internship đó, là những kiến thức em đã học ở trường được rồi gì, thì em đi internship em sẽ được ứng dụng ngay tại công ty đó. Thì là một cái cách tốt nhất chị nghĩ là mình, để mình thử những cái kiến thức mình học trong trường ha. Mình đi internship, mình vừa được cái người employer giống như là hướng dẫn cho mình làm những cái chiến lược marketing, hoặc là làm những công việc kinh doanh thực tế, và đồng thời ở trường thì có thầy của mình để mình quay về mình nói chuyện với thầy, mình nói à thầy ơi, em đi làm thì em được giao nhiệm vụ như vậy nè, em lên kế hoạch vậy thì thầy thấy làm sao. Thì giống như là một cái bước đệm mà rất là nice, nurturing cho mình, để mình không cảm thấy run, thì mình chuẩn bị kỹ hơn để khi mình ra trường đó mình cảm thấy tự tin khi mà mình đi làm hơn. Em cảm ơn sự chia sẻ của chị Michelle về chương trình học của chương trình cử nhân ạ. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái ví dụ về 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 chương trình học của master, tức là chương trình học về bậc thạc sĩ ạ. Thì đối với lại chương trình thạc sĩ thì chúng ta cũng thấy được là chúng ta cũng sẽ có những cái môn học tự chọn này, những cái môn học bắt buộc. Và hồi nãy thì em cũng có nghe chị Michelle đã chia sẻ về một số cái môn học về thực tập, đúng không chị? Thì ở đây thì chúng ta trong chương trình này thì chúng ta cũng thấy có một số cái môn học môn thực tập như vậy. Thì có thể là chị Michelle chia sẻ giúp em ngắn về cái chương trình thực tập của cái chương trình thạc sĩ này, cũng như là có bắt buộc hay không khi mà các bạn học chương trình này. Thực tập ở theo cái Master Marketing ở Griffith đó em, chương trình thực tập không bắt buộc. Và chương trình thực tập ở Griffith đó là em cũng phải đi phỏng vấn giống như là mình đi xin việc á. Cho nên chẳng hạn như thường các bạn chỉ thấy đó, học Master Marketing 1 là bachelor không chuyên về marketing, 2 là bachelor đã chuyên về marketing rồi nhưng mình muốn chuyên sâu vào một cái lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn như lĩnh vực du lịch khách sạn thì marketing kiểu khác, phải không? Lĩnh vực thể thao, văn hóa, sự kiện thì khác nè. Hoặc là chuyên về truyền thông cho các công ty lớn thì chuyên môn nó khác, cho nên mình có thể lựa chọn được chuyên sâu hơn về về những cái industry nào mình muốn làm việc. Và như vậy thì khi trường có cái postgraduate business internship là trường sẽ cho em cơ hội thực tập trong cái industry mà em mong muốn, chứ không có chung chung như là undergraduate nữa ha. Undergraduate là công ty nào mình cũng đi làm tự mình thử thôi, riêng postgraduate là trong cái industry mình được chọn. Còn cái industry project là
Ở mỗi trường đại học ở Úc đó em, một thầy cô của em không phải là đi dạy không đâu. Nhiệm vụ đi dạy của thầy cô chiếm có 40% thời gian của họ thôi. Thời gian còn lại đó là để họ nghiên cứu hoặc là họ làm tư vấn trong cái industry nào đó. Thì tất cả thầy cô của mình đều là chuyên gia marketing cả, và họ sẽ có những cái project tư vấn hay là nghiên cứu về những cái công nghệ kỹ thuật mới gì đó. Thì nếu mà em học thuộc loại khá giỏi trở lên thì thầy cô sẽ mời em tham dự một cái industry project, thì cũng là một dạng internship ha. Còn cái community internship thì cũng giống như là ở bậc đại học vậy đó. Ngoài ra Griffith đó, như trường Griffith đi, còn có cơ hội để đi internship ở nước ngoài nữa. Chẳng hạn có một số công ty nước ngoài mà muốn break in vô thị trường ở Úc đi, thì họ cũng cần những cái chuyên gia mà có những kiến thức ở Úc hay là học ở Úc, thì mình cũng có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài theo sự mình đề cử nguyện vọng, và trường cũng có một cái danh sách những cái cơ hội đi thực tập ở nước ngoài để giới thiệu cho mình đi ở nước ngoài. Em tin rằng với cái chia sẻ của chị Michelle thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái chương trình học về cử nhân này hay là bậc thạc sĩ tại Úc. Và một trong những điểm mạnh của giáo dục Úc mà em thấy đó là học sinh có thể lựa chọn song ngành, đó là double major này hay là song bằng double degree, tức là các bạn có thể học hai chuyên ngành cùng một lúc hoặc là lựa chọn hai cái bằng để học cùng một lúc. Vậy thì hiện nay cũng có rất là nhiều bạn đang quan tâm đến việc học song ngành hay là song bằng. Vậy thì với chuyên ngành marketing thì theo chị thì những cái ngành nào mà các bạn có thể là kết hợp khi học cùng marketing ạ? À, thì nếu mà em lưu ý ha, em học xong ngành đó thì thời gian học mình không kéo dài, mình cũng học 3 năm thôi. Thì nếu mình học marketing thì những cái ngành chị nghĩ nó đi với marketing là chẳng hạn quản trị kinh doanh, management, quản trị nhân sự, human resource management. Nếu mình thích vui làm sự kiện thì là event management ha. Hoặc là một ngành mới đó là business analytics, là phân tích số liệu về kinh tế rất quan trọng cho marketing, mình cũng có thể chọn được. Phải không? Còn nếu mình muốn học xong bằng đó em, thì tùy theo xong bằng mình học xong bằng gì ha. Tại vì marketing là business nè. Còn nếu em muốn học thêm communication là truyền thông đi, nó là social science, thì tùy, hoặc mình muốn học thêm về design thiết kế đi, thì nó thiết kế thì nó hơi nghiêng về công nghệ thông tin cũng như social science một chút. Thì giữa digital với communication thì mình phải học thêm một năm nữa, là cỡ 4 năm. Nhưng nếu mình muốn học vô chẳng hạn như là thành phần mềm luôn đi, thiết program manager, bachelor of business, bachelor of IT chẳng hạn, thì cái đó phải học tới 5 năm nữa. Đó. Cho nên học xong bằng thì có thể thành 4 hoặc là 5 năm. Cảm ơn chị Michelle. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn cũng có thể là yên tâm hơn, hoặc là các bạn có thể là hiểu thêm về cái việc mà chọn kết hợp giữa ngành marketing với là một số các ngành khác. Và dành cho các bạn học sinh học tại Úc và muốn quay về Việt Nam để làm việc thì IDB cũng xin phép được cập nhật về cơ hội việc làm cho nhóm ngành marketing tại Việt Nam như sau. Thì theo nguồn Việt Nam Work và Navigos hay là LinkedIn thì chúng ta cũng có thể thấy là cái vị trí tuyển dụng trong ngành marketing này cũng rất là được đăng tuyển rất là nhiều. Và đối với vị trí marketing executive thì chúng ta thấy là có khoảng 179 đầu công việc. Và với marketing manager thì chúng ta có khoảng 98 đầu công việc hiện tại, và đối với lại marketing professional thì chúng ta có lại hơn 1.000 đầu công việc. Chính vì vậy là không chỉ có cơ hội việc làm tại Úc, mà khi quay về Việt Nam thì các bạn du học sinh của chúng ta cũng có rất là nhiều cơ hội trong lĩnh vực này ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Michelle ạ. Vậy là IDP cũng đã cùng với vị khách mời của chúng ta đã đi qua những thông tin về nhóm ngành marketing, và hy vọng thì các bạn học sinh có thể hiểu thêm về yêu cầu của trường học cũng như yêu cầu của chương trình học cũng như là cơ hội việc làm của nhóm ngành này tại Úc và Việt Nam. Để tiếp nối chương trình thì sau đây đồng nghiệp của tôi là Nhi Nguyễn và vị khách mời của chúng ta là anh Trey Nguyễn sẽ chia sẻ về nhóm ngành Communication. Xin mời Nhi. Xin chào quý phụ huynh và học sinh, mình là Nhi Nguyễn đến từ IDB. Cảm ơn Phương Thanh đã có những chia sẻ thông tin rất là hữu ích về ngành marketing. Nếu mà quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có những câu hỏi thắc mắc thì vui lòng mình gõ câu hỏi vào khung chatbot nhé. Và tiếp nối theo chương trình, Nhi sẽ giới thiệu về ngành
communication mà chúng ta hay hiểu là ngành về ngành truyền thông. Trong các xu hướng ngành nghề thì ngành học truyền thông cũng đang vươn lên như là một điều tất yếu. Đây là một trong những ngành học được học sinh quan tâm nhất trong thời đại công nghệ 4.0. Ngành truyền thông là ngành mà có thể tại đây sinh viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cũng như là nền tảng về mỹ thuật, công nghệ, thông tin, những kỹ năng phục vụ cho nghiệp vụ báo chí, truyền thông và quảng cáo, nhằm giúp cho việc biên tập, thiết kế sách báo, viết cho các ấn phẩm báo chí, chế bản điện tử, sáng tạo nội dung, video. Và đặc biệt nhất, Úc là điểm đến của rất là nhiều du học sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn để tìm hiểu tại sao nên học ngành truyền thông tại Úc. Điều đầu tiên mà Nhi muốn đề cập đến ở đây là nhiều trường đại học ở Úc được công nhận có hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới và đa phần được lọt vào top danh sách các trường uy tín trên toàn cầu. Và điều thứ hai Nhi muốn nói đến đó chính là ngành công nghiệp truyền thông ở Úc đã, đang và phát triển một cách ổn định. Nó được quốc tế công nhận ở trong số những ngành tiềm năng và chủ chốt. Đây là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất tại Úc và là nơi đặt trụ sở của các công ty truyền thông quốc tế như là The Guardian Australia, News Corp Australia và The Spectator. Điều thứ ba Nhi muốn chia sẻ là khái niệm thị trường hòa nhập. Theo điều tra dân số của Liên đoàn Truyền thông Úc, mà gọi tắt là MFA vào năm 2019, cho thấy rằng phụ nữ hiện tại đang được trả lương cao hơn nam giới trong các cơ quan truyền thông của Úc. Và trên thực tế, các công việc đang dần cân bằng giữa nam và nữ ở các vị trí chủ chốt. Vậy điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là bốn trường đại học của Úc được xếp hạng trong top 50 trường đại học hàng đầu trên thế giới cho việc đào tạo về ngành truyền thông. Vâng, thực tập và vừa đi học vừa đi làm mà điều mà Nhân tin chắc rằng quý phụ huynh và các bạn đang rất là quan tâm. Và du học sinh hiện tại có thể làm 40 giờ trong vòng 2 tuần, từ đó có thể tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình để đưa vào hồ sơ xin việc, làm sáng hồ sơ của mình hơn. Rất vui là vào ngày 13 tháng 1 vừa rồi, Thủ tướng Úc đã thông qua cho phép du học sinh được làm thêm là 80 giờ 2 tuần, có nghĩa là gấp đôi số giờ luôn á. Điều cuối cùng không kém phần quan trọng và điều hấp dẫn nhất cho việc học truyền thông tại Úc là đăng ký visa ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Bạn có thể ở lại làm từ 2 tới 6 năm tùy thuộc vào bằng cấp của bạn và khu vực bạn học. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, công việc nào thì cũng sẽ có một lộ trình phát triển nghề nghiệp. Và sau đây, Nhiên xin giới thiệu anh Ray Nguyễn sẽ cho chúng ta hiểu hơn về lộ trình ngành truyền thông này. Em xin mời anh ạ. Rồi, cảm ơn Nhiên. Về cái lộ trình nghề nghiệp của ngành truyền thông á, thì ở đây mình có thể thấy được là cái công việc đầu tiên của một sinh viên ra trường khi mà tốt nghiệp ngành truyền thông đó là những công việc thuộc về văn phòng như là thực tập sinh, officer, executive là chuyên viên thực thi hay là coordinator là chuyên viên điều phối viên về truyền thông. Thì sau khi ra thường thường là sau khi ra trường á, hoặc là cái năm cuối cùng của đại học ấy là năm thứ ba hoặc là thứ tư, thì những cái năm đấy thì các sinh viên có thể nhận được những cái offer về thực tập cho những cái công ty mà có thể là liên kết với trường đại học đó, hoặc là các bạn tự kiếm thêm được ở bên ngoài. Thì những cái công ty đấy sẽ có những cái vị trí như là thực tập hay là junior dành cho những bạn mới ra trường mong muốn có bước chân vào cái ngành truyền thông này với những cái kiến thức ban đầu hay là những cái kinh nghiệm làm việc ban đầu. Thì trong cái năm đầu tiên đấy và sau đó là từ 1 cho tới 3 năm thì cái bạn junior đấy, một cái bạn thực tập viên đấy, nếu mà có thành tích tốt hay là có một cái tiềm năng nhất định thì được cái manager đánh giá cao, thì lúc đấy họ sẽ được promote lên một cái vị trí gọi là supervisor. Thì cái vị trí supervisor này sau thường là sẽ có khi mà sau cái 3 năm làm việc, những cái bạn first jobber đấy có những cái kinh nghiệm hay là có những cái thành tích nào đó cho công ty hay là cho team của mình, thì lúc đó cái vị trí đấy sẽ được gọi là supervisor, sẽ là giám sát một cái team nhỏ tầm 2 đến 3 người. Sau khi làm việc tầm khoảng 3 năm và sau đấy cái công việc của cái bạn supervisor đấy liên tục quản lý từ team này hay sang team kia, từ dự án này sang dự án kia trong vòng từ 4 đến 10 năm, thì cái cơ hội của bạn đấy
được promote lên làm manager là rất là cao. Nếu như bạn tiếp tục show ra được những cái thành tích hay là những cái có những cái achievement award dành cho công ty hay là cho nhân sự, cho team, thì cái bạn đấy sẽ được promote lên là một manager. Thông thường thì cái vị trí manager này sẽ cần rất tích lũy rất là nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông, và nắm được rất là nhiều những cái mảng nhỏ của truyền thông. Thì cái sau khi 10 năm làm việc thì cái vị trí manager này sẽ là một cái vị trí rất là quan trọng cho một công ty. Thì bất cứ một cái công ty nào hiện tại bây giờ thì trên cái thị trường hiện nay thì đều có cái vị trí là communication manager, là vị trí quản lý truyền thông, là giống như là một cái có thể nói giống như là một cái spokesperson, là một cái người phát ngôn của cái công ty đấy, là sẽ luôn chịu trách nhiệm về những cái phần về chiến lược về truyền thông, những cái hình ảnh, lời nói, câu chữ của công ty tới công chúng hay là tới trong doanh nghiệp internal, trong 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 cái doanh nghiệp đó. Thì nhờ cái vị trí manager đấy, khi mà các bạn có làm một cái vị trí quản lý rất là lâu trong ngành, thì lúc đấy các bạn sẽ được promote lên là một cái vị trí cao nhất, có thể nói là vị trí cao nhất trong cái ngành communication, đó là communication director, là gọi là giám đốc truyền thông. Thì những cái vị trí giám đốc truyền thông này sẽ là cần phải hơn từ 10 cho đến 15 kinh nghiệm và có rất là nhiều kinh nghiệm thực chiến trong ngành. Về cái triển vọng của cái ngành advertising and marketing professional từ năm nay cho tới 20 từ năm 2020 cho tới năm 2025, thì mọi người có thể thấy được là sẽ có tầm khoảng 17.800 worker, và increase tầm 21,1% cho tới năm 2015. Thì cái chỉ số này cho thấy được là cái ngành truyền thông, communication sẽ là một cái ngành phát triển khá là bền vững trong những năm sắp tới. Thì đây là một cái ngành học mà theo mình đánh giá là một ngành học, và từ khi lúc mà mình đi học từ ở Úc đến giờ, là từ năm 2009 cho tới năm 2021, 2022 hiện nay đã là 12 năm rồi, thì cái ngành này nó luôn luôn có được cái sự tăng trưởng rõ rệt. Ngày xưa thì khi mà mình đi học thì một cái khoa học, một cái khoa về truyền thông, khoa nghệ thuật truyền thông, arts and communication, thì chỉ có tầm khoảng 5 đến 10 sinh viên Việt Nam ở trong khoa đấy nhập học cùng cái thời điểm đấy thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ thì những cái sinh viên Việt Nam mà chọn cái ngành truyền thông này đã càng ngày càng càng tăng, và có thể thấy được là đến cái năm này thì mình có nghe được cái thông tin là cái ngành của mình đã có tầm khoảng 50 đến 60 sinh viên Việt Nam rồi. Thế nên là mọi người có thể thấy được là có rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là phụ huynh và các bạn sinh viên đã chọn ngành nghề này cho cái ngành nghề tương lai của mình. Và trong lĩnh vực truyền thông thì có rất là nhiều cái công việc để phụ trách, thì cụ thể là ví dụ có advertising là quảng cáo nè, public relation là quan hệ công chúng, journalism báo chí, sound production là sản xuất âm thanh. Và sau đây hy vọng anh Ray có thể cho chúng em hiểu hơn về nhóm ngành thứ nhất theo bảng mô tả phân chia như slide đang trình chiếu. Trước hết là về mảng về truyền thông có advertising, communication, social media, public relation. Anh Ray ơi, cái phần mà communication á, anh có thể cho các bạn chúng ta được biết yêu cầu về công việc trên thực tế từ vị trí khởi điểm là nhân viên truyền thông communication officer, cũng như những điều quan trọng, yếu tố then chốt để thăng tiến trở thành quản lý trong mảng này được không ạ? Rồi, ok, cảm ơn Nhiên. Mình có thể quay lại cái slide vừa rồi ha, để anh có thể nói được nhanh về cái bốn cái nhóm ngành nghề của ngành truyền thông. Ở đây mọi người có thể thấy mình có bốn nhóm ngành nghề chính của truyền thông ấy. Thì cái nhóm đầu tiên, cái group 1 của mình, nó sẽ có những ngành như là ngành quảng cáo, advertising, communication, truyền thông, hay là người ta có thể gọi là professional communication, truyền thông chuyên nghiệp. Social media, mạng xã hội, đây là một cái mảng rất là mới, bởi khi mà social media đang trở thành một cái phần thiết yếu ở trong cái ngành truyền thông bây giờ. Thứ tư là public relation, là quan hệ công chúng. Thì cái nhóm ngành này là thường gọi là nhóm communication, practical communication, tức là truyền thông ứng dụng, sử dụng trong doanh nghiệp, cho business, cho kinh doanh, và áp dụng cho rất là nhiều ngành nghề. Hầu hết tất cả các ngành nghề đều có những cái mảng về advertising, communication, social media và public relation hết. Từ những cái nhóm ngành mà
tức là mọi người không thể chỉ là có một marketing cho sản phẩm dịch vụ được, mà nó còn có rất là nhiều cái ngành hàng khác nhau, ngành hàng tiêu dùng, ngành hàng ăn uống, hospitality, hay là ngành fashion, may mặc, hay là ngân hàng, banking, hay là real estate, bất động sản. Thì tất tần tật những cái ngành nghề đó đều có những cái mảng như như trên đây. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm về professional writing, creative writing, journalism, là những cái ngành về ngành truyền thông, báo chí. Thì những cái nhóm ngành này thì nó liên quan đến cái việc là làm việc với các cơ quan báo chí, hay là những làm việc ở những cái bộ phận truyền thông mà nghiêng nghiêng về phần viết lách, về phần đưa tin, biên kịch, phóng viên, và có những cái yêu cầu về viết lách nhiều hơn, writing nhiều hơn. Ngành thứ ba đó là group thứ ba, đó là group về truyền thông đa phương tiện. Thì cái truyền thông đa phương tiện ở đây mình sẽ có những cái ngành như là screen and sound production, là sản xuất âm thanh, sản xuất truyền hình, điện ảnh, phim ảnh, truyền hình. Nó liên quan rất nhiều đến cái việc là việc sử dụng mà thiết bị công nghệ để sản xuất phim ảnh, truyền hình, những cái clip quảng cáo, clip ca nhạc, game show truyền hình. Những cái thì cái ngành nghề này là một cái cũng là một trong những cái ngành nghề nó đang là rất là promise, phù hợp với những cái sinh viên mà mong muốn theo đuổi những cái ngành giống như là ở ở Việt Nam gọi là sân khấu điện ảnh. Tiếp ngành cái ngành mà group nhóm thứ tư là cái nhóm mà nghiêng về việc thiết kế truyền thông đa phương tiện, thì nó có liên quan rất là nhiều đến việc sáng tạo như là ngành thiết kế đồ họa, video graphic design, photography, nhiếp ảnh, cũng như là những ngành mà thu hút được rất là nhiều bạn trẻ mà có cái năng khiếu như là năng khiếu về vẽ, năng khiếu về mỹ thuật, đó là ngành animation, thiết kế hoạt hình, đồ họa 3D, hình ảnh chuyển động, và game and interactivity là sản xuất game, sản xuất những cái mobile game, online game, và những cái tương tác ở trên màn ảnh. Rồi mình sẽ đi sang cái tiếp theo về khi mà mình đi sâu về communication á, thì ở đây á, như cái chia sẻ trước của chị Michelle á, đã nói đó là ngành marketing, thì cái ngành marketing và communication nó đi liền mật thiết với nhau. Như cái ngành marketing á, thì là marketing sẽ là đưa những cái hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ tới công chúng để những cái sản phẩm đó có thể bán được ở bên ngoài, và doanh nghiệp sẽ có được một cái khoản gọi là doanh thu, thu nhập từ những sản phẩm đó. Thì cái marketing nó sẽ được nó sẽ đi liền focus nhiều vào những cái target, những cái con số, hay là những cái kênh truyền thông, hay là những cái cách thức để truyền tải những cái sản phẩm đó, mang cái sản phẩm đó gần tới người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên về phần communication thì lại mà communication sẽ sử dụng những cái phần thuộc về phần hình ảnh, câu chữ, hay là những cái chiến lược về cách cách xây dựng kể xây dựng câu chuyện, kể chuyện để làm thế nào để mang cái sản phẩm đó gần gũi hơn với người người dùng. Đó, thì là những cái marketing sẽ đi vào những cái về con số, data, dữ liệu, thì và tâm lý khách hàng chẳng hạn. Nhưng về communication thì mình sẽ nghiêng về những cái việc là mang đến những cái hình ảnh, câu chữ, làm thế nào để những cái câu chữ hình ảnh đó nó được dễ dễ gần gũi và được cho những cái đối tượng của khách 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 hàng có thể cảm nhận được cái sản phẩm đó hay dịch vụ đó từ 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 doanh nghiệp. Tuy nhiên ở đây á, cái communication ở đây á, thì là cái công việc ở đây communication officer hay là commission manager lại là một cái gọi là cái vị trí là chuyên chăm lo cho cái công việc truyền thông của cái công ty đó. Giả sử như một cái communication officer sẽ là một người mà phải có thể là biết được hay là soạn thảo ra được những cái văn bản của công ty, những cái văn bản về có thể là truyền thông nội bộ, đó là những cái truyền thông để dành cho cái đối tượng internal là những cái nhân viên nội bộ, hay là dành cho cái đối tượng bên ngoài public, đó là những cái đối tác, đó là những cái khách hàng, và làm thế nào để mang được những cái thông tin của doanh nghiệp, những cái thông tin của công ty tới được nhiều đối tượng khác nhau để có thể phục vụ được những mục đích như là nâng cao cái sự nhận diện của thương hiệu đó, của công ty đó, hay là để mang cái hình ảnh của công ty đó tới với nhiều người công chúng hơn. Thì đó là một công việc của một communication officer.
Và khi mà bạn làm việc ở cái vị trí Communication Officer nhiều hơn khoảng tầm 3 năm thì bạn sẽ được promote lên ở vị trí Communication Manager nếu như là bạn có nhiều kinh nghiệm trong trong ngành. Thì ở đây mình có thể thấy được là cái mức lương của Communication Manager sẽ tất nhiên là sẽ cao hơn mức lương của Communication Officer. Bạn có thể tăng từ 90.000 trong vòng 1 năm cho tới 110.000 một năm khi bạn được promote thành vị trí Communication Manager. Và từ đó thì mình có thể thấy được là đây là một cái pathway của một cái bạn học về truyền thông communication. Thì cái công việc của bạn đó thì như lúc nãy mình còn nói đó là về việc là soạn thảo hay là việc lên kế hoạch cho những cái chiến lược về truyền thông của công ty. Thì các bạn này, bạn communication officer này cũng cần phải có được một cái gọi là một cái sense về gọi là về cái hình ảnh, bởi vì là bạn sẽ làm việc rất là nhiều về việc là giả sử như bạn sẽ làm cái tạo nên cái hình ảnh của công ty như là trên website hay là trên báo chí, trên các ấn phẩm marketing của công ty, thì bạn sẽ phải là người mang được những cái business, những cái spirit của cái business đó, của doanh nghiệp đó chuyển thể lên các ấn phẩm truyền thông như là email, báo chí hay là các cái marketing material, và mang những cái ấn phẩm đấy tới công chúng cho cái đối tượng target audience của mình. Dạ, và quả thật là nếu mà so với số lượng công việc tại Úc hiện tại thì cái ngành mảng communication số lượng công việc nó ít hơn, nó khoảng trên 200 đầu công việc. Tuy nhiên á, về cái mức lương thì rõ ràng nó cao hơn từ 70 tới 80% so với mặt bằng chung tại Úc, là từ 90 tới 110 ngàn tùy theo cái vị trí chức vụ công việc. Và tiếp nối theo sẽ là về cái nhóm cũng một cái ngành trong cái nhóm thứ nhất là social media, là truyền thông xã hội. Thường thì các bạn mới tốt nghiệp anh sẽ bắt đầu với chức danh là điều phối viên truyền thông, và sau khi đủ kinh nghiệm thì có thể nộp đơn vào các vị trí như là quản lý truyền thông. Và với sự vận động của xã hội, với sự vận động của thị trường lao động hiện tại thì anh Ray chia sẻ giúp em thì ứng viên nên trang bị những kiến thức kỹ năng gì để ứng tuyển vào hai vị trí này ạ? À? Cái vị trí social media hiện nay là một cái vị trí nó rất là hot trong cái môi trường kinh doanh hiện nay, khi mà các doanh nghiệp đều mong muốn sử dụng cái những cái công cụ mạng xã hội để có thể tiếp cận với người tiêu dùng cũng như là đối tượng target audience của mình nhiều hơn. Thì cái social media, một cái bạn một mong muốn mà làm việc trong làm việc cho truyền thông mạng xã hội ấy, thì chắc chắn là các bạn đấy sẽ phải là một social media chính hiệu. Social media ở đây có thể là các bạn các bậc phụ huynh có thể hình dung ra được, đó là những cái kênh mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Instagram, YouTube hay là mới nổi gần đây đó là TikTok. Thì là những cái kênh social media này là những kênh rất là tiềm năng cũng như là rất là hiệu quả để có thể reach được rất là nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thì để mà làm việc ở trong cái ngành social media này á, thì là ngoài những cái kiến thức về văn hóa xã hội, về những cái sự gọi là sự tò mò nhất định trong những cái mảng của những cái ngành về văn hóa giải trí, thì bạn còn cần phải có được một cái sense về business nữa, bởi vì là ở social media không chỉ đơn thuần là một cái nơi để giải trí, để lên xem clip hay là để tán gẫu, mà social media trở thành một cái gọi là business platform rồi, đó tức là một cái kênh để mà làm kinh doanh. Ở trên này social media các bạn còn có thể bán hàng commerce, có thể là mở một cửa hàng online hay là có thể là hoạt động rất là nhiều những cái hình thức mà có thể mang về doanh thu cho công ty của mình. Thì các bạn mà học về social media thì cần phải có một cái sense về business hay là học thêm những cái môn học về marketing, là những cái môn học rất là cần thiết để có thể làm ở trong mảng social media. Như cái vị trí của mình hồi trước đó là social media manager, tức là quản lý về những cái mạng truyền thông xã hội của công ty Xiaomi tại Việt Nam, là của cái nhãn hàng công nghệ Trung Quốc của Việt Nam, thì mình sẽ vừa phải quản lý cái hình ảnh của công ty, những cái thông tin hay là những cái cập nhật về sản phẩm, thông tin khuyến mãi hay là chương trình chiến dịch quảng cáo của cái nhãn hàng đó ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, mà mình còn phải có được cái gọi là cái cập nhật về những cái
kinh doanh, về business, về marketing, để làm thế nào để có thể là mang những cái sản phẩm đó hay là truyền tải được những cái đặc điểm, những cái tính năng của sản phẩm đó tới công chúng một cái cách gọi là sinh động, thú vị, sáng tạo, và để họ có thể là đưa ra cái quyết định mua hàng, thì tất tần tật nó đều thể hiện ở trên social media. Vậy từ vị trí điều phối viên mà lên vị trí là quản lý, anh thấy là có những cái kỹ năng, yếu tố then chốt nào để các bạn có thể tập trung để phát triển lên ạ? Về social media thì làm việc rất là nhiều về gọi là những kỹ năng về quản lý, về về thời gian, về timeline, cũng như là những kỹ năng quản lý về về hình ảnh. Tức là bạn sẽ thay vì những cái có những cái phần mà các bạn sẽ cần phải viết hay là cần phải soạn thảo, thì các bạn cũng cần phải làm việc với về hình ảnh, về phần thiết kế, cũng như là những cái phần về những cái thiết kế đồ họa, cũng như là thiết kế hình ảnh chuyển động video. Thì những cái kỹ năng đó là những kỹ năng cần có để các bạn có thể làm tốt ở trong cái ngành truyền thông này. Dạ rồi, tiếp theo là nhóm cái ngành thứ ba trong cái nhóm một, một cái công việc có tên gọi rất chi là thu hút giới trẻ là quan hệ công chúng, public relations. Theo kinh nghiệm của anh Ray á, thì ngành học này có những lưu ý gì từ vị trí cũng là chuyên viên quan hệ công chúng đến trở thành cấp quản lý, và có những cái trở ngại nào đó mà trong công việc mà các bạn cần nhận thức trước để có thể là trang bị cho mình cái yếu tố về kỹ năng mềm cũng như là về phần kiến thức? Cái ngành quan hệ công chúng là một cái ngành khá là theo đánh giá của anh là một cái ngành khá là không phải là dễ dàng. Quan hệ công chúng là cái ngành mà cần phải là như là mình là một cái người đại diện của một công doanh nghiệp, và mình sẽ làm thế nào để mình mang được những cái thông tin hay là những cái cập nhật hay là những cái vấn đề gì đấy, và để mình có thể là trao đổi được với cái đối tượng bên ngoài, đối tượng truyền thông bên ngoài, đó là những cái đối tượng như là đối tượng báo chí hay là những cái đối tượng nhà đầu tư, hay là những cái gọi là những cái partner ở bên ngoài nữa của công ty, mà rất là cần những cái thông tin của doanh nghiệp hay là cần những cái update của doanh nghiệp để họ có thể là make decision hay là có những cái quyết định về kinh doanh nó tốt hơn. Thì cái vị trí public relation này nó rất là yêu cầu một cái kỹ năng, đó là kỹ năng gọi là public speaking ấy, tức là phải nói chuyện trước công chúng, phải trình bày trước công chúng bằng những cái hình ảnh hay là bằng những cái câu văn bản thông cáo báo chí. Thì những cái kỹ năng của bạn rất là cần thiết, đó là kỹ năng viết, kỹ năng writing, kỹ năng summarize, tóm tắt vấn đề, và hơn hết là bạn sẽ là phải là người rất là hiểu, rất là rõ về công ty từ kinh doanh cho tới nhân sự. Thì những cái vị trí public relation này sẽ từ cái vị trí specialist lên vị trí manager, thì bạn sẽ cần phải tiếp xúc rất là nhiều với những cái đối tượng bên ngoài, đối tượng truyền thông bên ngoài như là đối tượng báo chí. Thì cái này rất là cần bạn có một cái kỹ năng về networking skill nữa. Bạn sẽ cần phải có được một cái mối quan hệ rộng rãi và phải làm việc với rất là nhiều những cái gọi là những cái tính cách khác nhau của cái giới báo chí, và bạn còn phải có biết cách được là điều phối được những cái hoạt động truyền thông của doanh nghiệp của mình. Bởi giả sử như là trong những ngày ra mắt sản phẩm, thì ngày đầu tiên có thể là bạn sẽ phải là làm việc với các công ty về các agency về quản lý sự kiện chẳng hạn. Nhưng ngày thứ hai các bạn sẽ phải là có một cái buổi họp báo với giới truyền thông. Ngày thứ ba thì bạn sẽ phải chuẩn bị một cái bài phỏng vấn với CEO của doanh nghiệp của bạn chẳng hạn. Thì đó thì là những cái công việc của một public relations officer specialist thì sẽ phải cover những cái công việc đó. Cho tới những cái vị trí như là public relations manager thì ở đây bạn đã có một cái mối quan hệ hay là có một cái chỗ đứng ở trong cái ngành, ở trong cái doanh nghiệp của bạn rồi. Thì lúc này bạn sẽ là phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho những cái phát ngôn hay là những cái ấn phẩm về truyền thông và quan hệ công chúng của công ty. Thì cái này nó yêu cầu một cái level về professional, một cái kỹ năng chuyên môn rất là cao ở trong ngành. Nên là cái ngành public relations đó, khi mà những cái bạn sinh viên của Việt Nam mà chọn du học ngành quan hệ công chúng
Tại các nước như là Úc thì các bạn sẽ cần phải có một cái có một cái gọi là một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cái ngôn ngữ đó là tiếng Anh. Thì thông thường cái ngành mà PR sẽ là sử dụng rất là nhiều về reading, writing, speaking, hầu hết là tất cả các skill của một cái thi IELTS thì cái PR public relations bạn sẽ rất là cần nắm được master được cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thì hầu hết là cái ngành này sẽ yêu cầu IELTS tầm khoảng 6.5 đến 7.0 thì bạn có thể là học được tốt cái ngành này. Có lẽ là vì là mỗi công ty thì cần khoảng cỡ chắc 1 tới 2 người là đại diện của công ty để truyền thông, cho nên cái số lượng đầu công việc thì nó cũng khá là khiêm tốn, là khoảng trên 117 đầu công việc với vị trí là chuyên viên và mức lương là khoảng cỡ 80.000, còn với vị trí là quản lý thì nó sẽ dao động là khoảng cỡ 178 công việc hiện tại và mức lương là khoảng cỡ 100.000 đô mỗi năm. Do là số cái vị trí công việc ở mỗi tổ chức nó cũng không cần quá nhiều. Tiếp theo là ngành cuối cùng trong nhóm 1 và vị trí cuối cùng sẽ là advertising, quảng cáo. Thì thật ra là có rất là nhiều phụ huynh và học sinh đến với IDB có chia sẻ là nhà tôi làm ba đời làm quảng cáo, cho nên là cũng muốn con tôi nối nghiệp từ vị trí là thấp nhất là chuyên viên quảng cáo, và sau khi có những cái thành tựu nhất định, sự nghiệp rực rỡ thì sẽ trở thành quản lý ở mảng quảng cáo. Và anh Ray có thể giúp em là biết các điều kiện cần và đủ từ vị trí chuyên viên đến quản lý là có những cái yếu tố đặc thù nào mà mình cần cung hỗ trợ cung cấp ngay từ giai đoạn này. Đối với ngành quảng cáo á, thì cái ngành quảng cáo nó để mà làm ra được một cái gọi là một cái chiến dịch truyền thông để phục vụ cho việc đưa sản phẩm hay đưa dịch vụ tới người tiêu dùng á, thì chắc chắn các bạn sẽ phải có được một cái gọi là những cái chiến dịch về quảng cáo, những cái advertising campaign. Thì cái vị trí advertising specialist khi mà họ nhận cái vị trí này cho ngành quảng cáo thì người này bạn này sẽ phải là người mà thực thi những cái công việc như là việc brainstorming về idea, ý tưởng quảng cáo, thông tin campaign message, những cái thông tin về chiến dịch quảng cáo cũng như là cách sắp xếp những cái cách sử dụng những cái phương tiện truyền thông nào để mà mang những cái message đấy tới người tiêu dùng. Thì cái đối tượng về advertising cái vị trí advertising specialist của một cái sinh viên học ngành truyền thông khi mới ra trường thì sẽ yêu cầu các bạn nó sẽ phải có những một cái gọi là cái sự tìm tòi hay là một cái sự tò mò về cái thế giới xung quanh, bởi vì khi mà làm quảng cáo em sẽ phải tiếp xúc rất là nhiều những cái nhóm ngành nghề khác nhau, thậm chí là những cái ngành nghề mà các em chưa bao giờ được nghe tới hay là những cái sản phẩm mà các em chưa được bao giờ được nghe tới. Thì tiếp xúc với ngành quảng cáo thì các em sẽ được gặp rất là nhiều những cái sản phẩm như vậy, và các em sẽ cần các em phải có một cái sự nghiên cứu tìm hiểu về sản phẩm, phải tự tìm ra được những cái idea thế giới đang nói gì về sản phẩm đó, dịch vụ đó, hay là những cái cảm hứng nào đó mà các em có thể bắt gặp được từ cái cuộc sống hàng ngày để các em có thể chuyển thể được nó thành những cái thông điệp quảng cáo. Thì ở đây cái vị trí của các em có thể là vừa là làm content, tức là viết nội dung của cái quảng cáo, thông điệp quảng cáo, hay là lên những cái kế hoạch ABCD để làm thế nào để mang cái quảng cáo đó tới người tiêu dùng. Thì bên cạnh đó thì advertising specialist còn có thể là làm những công việc về editor, là như là việc biên tập những cái hình ảnh hay là những cái video clip nếu như các em có những kỹ năng thêm về 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 editor. Thì cái vị trí advertising specialist nó rất là chung chung dành cho những cái bạn mà vừa mới ra trường và tiếp xúc với ngành quảng cáo lần đầu tiên. Và sau đó thì khi mà các bạn làm một thời gian và các bạn đã có trong tay rất là nhiều các chiến dịch ở quảng cáo rồi, bạn đã có những cái chiến dịch về quảng cáo đã được publish rất là nhiều ở trên truyền thông rồi á, thì lúc đó các bạn sẽ có được một cái tích lũy được rất là nhiều những cái insight, đó là những cái idea về rất là nhiều ngành hàng khác nhau. Thì khi đó thì các bạn sẽ promote lên một cái vị trí là advertising manager. Thì ở cái vị trí này các bạn sẽ là người mà gọi là planning cho toàn bộ cái kế hoạch quảng cáo của một cái dự án, một cái sản phẩm dịch vụ nào đó. Nó bao gồm lên cái việc là lên concept, lên cái concept khái niệm về 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 quảng cáo, về
cái sản phẩm đó, dịch vụ đó có những cái thông điệp chính là gì, mang tới người tiêu dùng, mình mong muốn người tiêu dùng sẽ nhớ đến những cái thông điệp gì của cái sản phẩm dịch vụ đó. Và sau đấy thì cái người này sẽ là phải sắp xếp được và biết được những cái kênh quảng cáo nào là những cái kênh phù hợp để truyền tải những cái thông điệp đó tới người tiêu dùng. Đó là quảng cáo truyền thống hay đó là quảng cáo digital. Quảng cáo truyền thống như là ở bên ngoài các cửa hàng, hay là quảng cáo trên những cái tờ affix poster ở bên ngoài đường. Các em sẽ biết được những cái kênh đó là những kênh có thể reach, có thể chạm tới được nhiều người, đối tượng khách hàng của mình hay không. Hay không, thay vì cái đường là advertising truyền thống, quảng cáo truyền thống, thì mình lại các bạn manager sẽ phải nắm được là cái ngoài cái quảng cáo truyền thống đấy thì mình còn reach được cái đối tượng khách hàng của mình ở cái quảng cáo digital marketing hay được hay không. Thì lúc đấy thì là nó có những cái kênh khác về quảng cáo, như là kênh mạng xã hội, hay là những kênh về những cái platform khác về công nghệ, để có thể là mang được những cái clip truyền thông hay là clip quảng cáo đấy tới được nhiều người hơn. Thì đấy, thì cái và khi mà một cái người advertising manager sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều về một cái chiến dịch quảng cáo đấy có thành công hay không, có hiệu quả hay không. Những cái chỉ số đo lường của chiến dịch nó có đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng hay không. Thì tất cả những cái thứ mà một cái người advertising manager chịu trách nhiệm ấy, thì nó sẽ là nó thì sẽ làm nên một cái portfolio, một cái những cái thành tích của một cái người làm advertising manager, để sau này có thể là được làm những cái ngành nghề mà nó chuyên biệt hơn về advertising, như là creative director, giám đốc sáng tạo. Và hiện mà em tin rằng là quý phụ huynh cũng như là học sinh đang tự hỏi là nếu mà học một trong bốn chuyên ngành này thì chúng ta có thể học những cái cử nhân, bậc cử nhân nào, thì thật ra chúng ta có rất là khá là nhiều sự lựa chọn ha. Chúng ta có thể học về cử nhân về communication, hoặc là cử nhân về bachelor of arts với cái chuyên ngành là communication and media, hoặc là nếu mà bậc cao hơn thì sẽ có là Master Communication and Media. Và tụ chung của bậc cử nhân và thạc sĩ thì hầu hết các trường đại học ở Úc hiện tại có hai kỳ nhập học chính là kỳ tháng 2 và kỳ tháng 7. Đối với bậc cử nhân thì chúng ta chỉ học trung bình khoảng có 3 năm thôi. Và điều kiện thì cũng khá là dễ thở, là tốt nghiệp lớp 12 hoặc là bà có bằng trung học phổ thông. IELTS thì tầm khoảng có 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6. Học phí dao động là từ 32 đến 45 ngàn đô Úc mỗi năm. Dạ, chưa, cái đó là học phí gốc, chưa trừ học bổng nếu mà các bạn có những cái thành tích học tập phù hợp với từng loại học bổng. Riêng đối với bậc thạc sĩ thì cái thời gian nó dễ thở hơn nữa, là từ 1 năm rưỡi, 2 năm. Và điểm bậc cử nhân chỉ đòi là khoảng cỡ 60% cho bậc cử nhân. IELTS thì cũng chỉ cỡ 6.5. Học phí thì thấp hơn, có thể thấp hơn so với bậc cử nhân là từ 32 tới 37 ngàn mỗi năm thôi. Dạ. Hy vọng là quý phụ huynh cũng như là học sinh có thể vừa kịp lúc là ghi nhận những cái thông tin hữu ích này. Và tiếp theo sẽ là nhóm ngành thứ hai, một ngành nghề mang giống như anh Ray Nguyễn có đề cập vừa rồi. Nhóm ngành thứ hai là ngành nghề nó mang tính chất sáng tạo nội dung, sẽ bao gồm các công việc như là copywriter, sáng tạo nội dung quảng cáo, editor, các biên tập viên, hoặc là journalist là nhà báo. Thì theo trình tự các công việc như trên, anh Ray giúp em và các bạn khán thính giả hiểu hơn về ba vị trí công việc như trên là như thế nào. Trước hết là công việc của copywriter ạ. Cái công việc copywriter nó nghiêng về bên mảng quảng cáo rất là nhiều. Đó là những cái bạn sẽ truyền sẽ soạn thảo hay là viết những cái nội dung thông điệp quảng cáo mang tới hình ảnh của sản phẩm dịch vụ, tính năng sản phẩm dịch vụ tới người tiêu dùng. Như copywriter có thể hiểu là một cái phù thủy về viết lách, về ngôn ngữ, thì các bạn sẽ là craft hay là soạn thảo tạo ra những cái hình ảnh câu chữ nó rất là hấp dẫn, sống động, nhưng mà vẫn có thể là truyền tải được cái đặc điểm benefit của cái sản phẩm dịch vụ đó tới người tiêu dùng. Thì cái vị trí copywriter này là rất yêu cầu mà bạn sẽ phải có những cái kỹ năng về viết lách rất là cao, kỹ năng tưởng tượng hay là kỹ năng về tìm hiểu, nghiên cứu về nội dung sản phẩm, rất là một bạn sẽ phải rất là có kỹ năng về viết lách.
Tiếp theo cái ngành cái vị trí tiếp theo đó là Vị trí tiếp theo sẽ là editor anh. editor. Dạ. Editor là biên tập viên, thì là những cái bạn về biên tập viên thì cũng như là copywriter thì các bạn sẽ cũng phải viết lách rất là nhiều và sẽ phải chuẩn bị những cái gọi là những cái thông tin, làm thế nào để đưa những cái thông tin đấy hay là những cái hình ảnh câu chữ đó tới 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 đối tượng khán giả bằng những cái hình thức như là văn bản, nội dung trên website hay là báo chí hay là âm thanh. Thì editor ở đây nó khá là đa dạng, mà như lúc nãy mình nói đó là hình ảnh hay là âm thanh, thì những cái bạn mà editor sẽ là những cái bạn biên tập sử dụng những cái hình ảnh âm thanh đó để trao đổi giao tiếp với đối tượng của mình. Dạ, tiếp theo sẽ là mảng anh cuối cùng trong nhóm 2 là journalist. Dạ. Rồi, cái journalist thì khi mà được học về ngành về mảng báo chí ở trên ở bên quốc gia như là Úc, thì cái ngành journalist là một cái gọi là một cái ngành học nó rất là đặc trưng của bên của nước ngoài, của những nước phương Tây. Về cái báo chí á, thì chắc chắn là mọi người đều biết được cái báo chí của Việt Nam nó khác với báo chí của phương Tây. Thì khi mà các bạn học ngành báo chí ở bên phương Tây thì các bạn sẽ có được những cái kiến thức rất là mới, hay là có những cái văn hóa về cái ngành ngành báo chí nó rất là khác với ở Việt Nam. Về cái ngành báo chí này thì chắc chắn là bạn sẽ phải có một cái kỹ năng rất là tốt về kỹ năng nói, kỹ năng speaking cũng như là kỹ năng về writing, kỹ năng viết. Nên là cái yêu cầu của cái ngành báo chí này nó khá là cao, dành cho sinh viên quốc tế. Cái điểm số IELTS sẽ tầm phải 7.0, 7.5 trở lên, nó ngang bằng với ngành education, ngành giáo dục. Bởi vì là cái việc làm học trong ngành báo chí ở bên bằng một cái ngôn ngữ tiếng Anh ở bên Úc ấy, thì sẽ yêu cầu bạn sẽ phải là kỹ năng đọc rất là nhiều. Các bạn sẽ phải đọc những cái cuốn sách hay là những cái lý thuyết về báo chí, về truyền thông của quốc gia bạn đang theo học, và của những cái gọi là những bạn sẽ phải làm việc với rất là nhiều về câu chữ, và sẽ có những cái project, những cái dự án mà bạn sẽ phải present yourself, tức là phải speaking, phải làm việc trong một cái nhóm mà liên quan đến việc là giao tiếp, presentation và bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cho nên là cái ngành học journalist này khá là kén sinh viên đi học, nhất là sinh viên Việt Nam. Nhưng mà những cái bạn nào á, mà đã chọn ngành journalism mà đi học ở bên Úc á, thì chắc chắn là những bạn sẽ là đó là những cái bạn rất là bold, rất là confident và có được những cái gọi là những cái direction rất là rõ ràng cho ngành của mình. Dạ, và tiếp theo cũng tương tự là sẽ học, để chọn một trong ba ở nhóm ngành này thì học những bậc cử nhân hay là thạc sĩ nào thì nó cũng khá là tương đồng. Ví dụ như là mình có thể học bachelor bằng chuyên ngành là journalism hoặc là writing, literature. Còn bậc thạc sĩ thì có thể học thẳng là thạc sĩ master tourism hoặc là master journalism hoặc là master writing, writing. Và cái yêu cầu đầu vào thì nó cũng tương đồng giống như là phần phân nhóm 1 là communication. Tiếp theo sẽ là nhóm 3, ngành nghề thiên về hình ảnh, âm thanh, screen and sound. Theo đuổi chuyên ngành này thì các bạn có thể thỏa sức sáng tạo về nội dung, website, âm thanh, phim tài liệu và các nền tảng để ứng dụng. Em nghĩ rằng anh Ray sẽ biết là chương trình giống như là Rap Việt chẳng hạn, một chương trình rất là hot hiện tại ha. Thì đứng sau sự thành công của chương trình, người ta biết đó là phù thủy âm nhạc Hoàng Tulliver chẳng hạn, music producer, thì hoặc là các trang web là web 5 ngày rất là có lượt theo dõi rất là hùng hậu. Và nếu mà muốn dấn thân vào những lĩnh vực này thì anh Ray có thể chia sẻ là về về sản xuất truyền thông, media producer là như thế nào không ạ? Ở đây media có thể hiểu được là những cái phương tiện, những cái truyền thông, bao gồm là những cái nơi như là để mà khán giả đối tượng như mình á, là có thể đọc được hay là consume tiêu thụ được những cái nội dung như là web content, đó là những cái thông tin ở trên trang web hay là những cái kênh báo chí hay là những cái hình ảnh âm thanh hay là những bộ phim, những kênh truyền hình, những cái game show, những cái TV show ở trên phim ảnh, trên truyền hình. Thì đó những cái đối tượng ở những cái media tổng thể, những cái media này là rất là cần những cái bạn trẻ mà sáng tạo hay là
energetic, những cái bạn trẻ mà rất là mong muốn thử sức mình trong cái lĩnh vực sáng tạo. Thì các bạn khi mà làm việc trong là một cái media producer ấy, thì các bạn sẽ được học rất là nhiều thứ về viết, về sản xuất nội dung web, sản xuất âm thanh, hay là sản xuất biên viết lách, và về biên kịch, về kịch bản, về những cái công nghệ về quay phim, những công nghệ về thiết kế sản xuất truyền hình. Đây thì đây là những cái mà những cái ngành hàng những cái mà ngành học mà khá là dành cho những cái bạn trẻ mà năng động, yêu thích những cái công việc về sáng tạo. Dạ, cảm ơn anh Ray đã chia sẻ ạ. Và thật đặc thù của cái media producer này em thấy có cái hay ở chỗ là nếu mà bạn muốn trở thành thành viên của dịch nôm na là tổ chức liên minh truyền thông giải trí và nghệ thuật gọi tắt là MEAA, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc học cử nhân hoặc thạc sĩ về ngành truyền thông, sau đó kèm theo cái hồ sơ năng lực cá nhân gọi là portfolio. Trong hồ sơ này sẽ liệt kê các dự án, chương trình, thành tích các liên quan, thành tích có liên quan mà bạn đã đạt được, thì chúng ta có thể trở thành thành viên của hiệp hội MEAA này. Và nhóm ngành không để quý phụ huynh và học sinh đợi lâu, chúng ta sẽ di chuyển tới nhóm ngành thứ tư là animator, và đây là nhóm ngành cuối cùng mà giúp cho người làm chuyển tải thông điệp từ lời nói, cảm xúc bằng hình ảnh sinh động trực quan. Một lần nữa mời anh Ray phân biệt giúp em đặc thù của hai nhóm ngành công việc này ạ. Đó là animator và illustrator. Dạ. Cái ngành về ngành thiết kế sáng tạo, graphic design, visual communication design hay là animation design ấy, thì những cái ngành nó thì các bạn đều biết rồi, đó là yêu cầu sự sáng tạo, có một cái khiếu thẩm mỹ nhất định. Về cái vị trí như là animator thì đó là cái việc là sử dụng những cái hình ảnh để làm thế nào để mang những cái để truyền tải được những cái hình ảnh đấy tới cái đối tượng của người tiêu dùng ấy, thì các bạn sẽ phải là sử dụng những cái ngôn ngữ về hình ảnh, làm thế nào để hình ảnh để bắt mắt và miêu tả được những cái công dụng tính năng của sản phẩm đấy tới người tiêu dùng. Thì cái vị trí animator nó khác với vị trí illustrator ở chỗ là cái animator bạn không cần phải biết cách vẽ, mà animator chính là cái việc là làm thế nào để sử dụng những cái phần mềm, những cái công nghệ để có thể là làm được một cái video clip, bạn có thể là quay phim và sau đó bạn dựng lên làm những cái clip về hoạt hình, những cái clip về chuyển động. Nhưng mà cái việc cái nhóm mà illustrator á, là cái việc là gọi là dịch sang tiếng Việt có thể là gọi là việc vẽ minh họa, vẽ gọi là đồ họa, thì cái đấy là chắc chắn là các bạn sẽ phải có một cái kỹ năng vẽ rất là tốt, kỹ năng mỹ thuật, bạn sẽ phải có một những cái kiến thức về mỹ thuật nhất định, bạn có thể vẽ truyền tải được cái idea của mình lên trên những cái ý tưởng đó bằng cái ngôn ngữ vận động của tay. Thì hai cái này nó khác nhau ở chỗ một cái là dùng cả hai cái giống nhau, một cái là đều dùng công nghệ, dùng những cái thiết bị về thiết kế để có thể là lên được những hình ảnh này. Tuy nhiên về cái vị trí illustrator sẽ yêu cầu cần phải biết cách vẽ tay nhiều hơn. Còn animator chỉ cần là biết rất là rõ cái cách sử dụng cái phần mềm đó như thế nào để có thể làm được một cái clip chuyển động trên video được hoặc là được. Dạ, dạ, em nghĩ là cái đặc tính này phụ huynh và quý học sinh cần lưu ý ạ. Và để học chuyên ngành này thì chúng ta có thể học Bachelor of Design, trong đó mình chọn phân khoa chính là Illustration Animation hoặc là 3D Animation chẳng hạn. Ngoài ra có thể học Bachelor of Fine Art, Master thì có Master of Animation Visualization. Và các bạn và quý phụ huynh có biết rằng chúng ta vừa đi qua bốn nhóm ngành nghề công việc, thì hầu hết bốn nhóm này đều nằm trong danh mục là yêu cầu công việc trong thời gian ngắn hạn tại Úc, đơn cử giống như là copywriter và public relations professional, advertising manager, advertising specialist. Chúng ta sẽ bắt đầu đi qua bốn cái tên trường đại học như Nhiên đã hứa hẹn ngay từ đầu là trường đại học nào lọt vào top 50 trên toàn thế giới theo bảng QS ranking. Và vâng, đứng đầu là trường đại học
kỹ thuật Queensland, QUT, kế tiếp là Đại học Sydney, RMIT, Đại học Melbourne. Và thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua Đại học Deakin và Griffith nằm trong top 20 trên toàn thế giới với học phí vô cùng phải chăng. Vậy và để các bạn hình dung là nếu mà chúng ta sau khi học những chuyên ngành này xong về Việt Nam thì có thể cơ hội việc làm tại Việt Nam mở rộng như thế nào, thì IDBC sẽ xin cung cấp, đây là các số liệu được cập nhật theo LinkedIn và Vietnam.net như sau. Tại Việt Nam thì có hơn 1.000 việc làm truyền thông và Việt Nam có 779 tổ chức về truyền thông và mạng xã hội trong nước mới nổi như Zalo, Mocha, bên cạnh những cái tên rất đình đám trên thế giới như là Facebook, Instagram, Twitter, TikTok với tổng số account là 90,5 triệu tài khoản. Theo đó, từ năm 2021 cho tới năm 2025, nhu cầu khoảng cỡ 21,6 ngàn đầu công việc về chuyên gia truyền thông mỗi năm, một con số cực kỳ ấn tượng luôn. Và các bạn có biết rằng là cứ khoảng cỡ 91% sinh viên tốt nghiệp trong mảng truyền thông này tìm được việc làm trong 6 tháng đầu tiên. Và một điều cuối cùng rất là thú vị, các bạn có cơ hội tự tạo việc làm cho bản thân, tự làm doanh nhân hoặc tự làm các nghề tự do tại các tổ chức truyền thông khác nhau, một trải nghiệm cơ hội tại các tổ chức mang đến cho bản thân nhiều thành tích và có thể tích lũy trong portfolio của mình, hồ sơ năng lực cá nhân. Và không để quý phụ huynh chờ lâu, chúng ta sẽ đến phần học bổng tại các trường của Úc hiện tại. Hiện tại thì nhìn theo slide trình chiếu, chúng ta sẽ thấy như ví dụ như đơn cử đại học mà đang đứng đầu tại Úc về mảng truyền thông là Đại học QUT, kỹ thuật Queensland, thì học phí gốc cơ bản là khoảng cỡ 31.400 mỗi năm, học bổng là 25% cho từng năm. Tính ra thì học phí còn lại cho mỗi năm nó đâu đó rơi vào khoảng cỡ 23.500, và tổng số tiền mà tính theo đơn vị tiền Việt Nam ha, tiết kiệm được trong khoảng thời gian học luôn là sắp xỉ khoảng cỡ 400 triệu á. Nhưng mà điều kiện để đạt được học bổng là như thế nào? Và cũng khá là đơn giản, là tốt nghiệp lớp 12 với điểm số là khoảng cỡ 8.5 trên 10, IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6. Và tiếp theo là với đại học Deakin chẳng hạn, hiện tại đại học Deakin có mức học phí rơi vào khoảng cỡ 31.600 và có học bổng là 50%. Tính ra là các phần học phí còn lại nó rơi vào khoảng sắp xỉ là khoảng cỡ 16.000 mỗi năm, và tổng con số mà chúng ta sẽ tiết kiệm được là khoảng cỡ 772 triệu cho toàn bộ thời gian học, với điều kiện là bạn phải tốt nghiệp lớp 12 với điểm trên 8.5, IELTS thì 6 chấm tất cả các kỹ năng, kèm theo đó là một bài luận khoảng cỡ 300 từ và hai thư giới thiệu từ giáo sư hoặc là thầy cô. Kế tiếp sẽ là trường đại học Griffith. Mời chị Michelle chia sẻ về học bổng của trường đại học Griffith, bởi vì em biết là học phí của trường mình nó rất là dễ thở, khoảng cỡ 31.000 thôi, và có 3 loại học bổng là 20, 25 và 50%. Mời chị Michelle chia sẻ điều kiện của từng loại học bổng ạ. Cảm ơn em. Chị xin chia sẻ với các em như sau ha. Thì học ở Griffith có 3 mức học bổng là 20%, 25% và 50%. Như vậy hai mức học bổng mà dễ lấy nhất là 20 và 25% vì số lượng không có giới hạn. Như 25% thì các em cần điểm lớp 12 chỉ cần 4 môn học lớp 12 9.2 trên 10 nhé. Hoặc là điểm trung bình bậc đại học của bọn em là 7.5 trên 10. English requirement là IELTS 6.5 thì mình lấy được học bổng 25%. Thì như vậy đó, là sau khi có học bổng thì cái tuition fee của mình đó, cái giá trị học bổng là khoảng 8.500 đô Úc em ha. Còn học bổng 20% đó thì mình chỉ cần 4 môn học lớp 12 9.4 trên 10 hoặc điểm GPA của bậc đại học của mình là 6.7 trên 10.
Còn nếu như kết quả học tập của bọn em mà cao hơn cái mức để đạt được học bổng 25% thì mình có thể nộp đơn xin học bổng 50% của Đại học Griffith. Thì học bổng 50% nó có giới hạn các em ha. Như vậy học bổng 50% đó là giá trị lên đến khoảng 15.500 rổ một năm. Dạ vậy là tính ra là tính tổng thời gian học mình tiết kiệm xấp xỉ cũng 750 triệu, một con số rất là đáng kể chị Michelle Đúng rồi em. ha. Ừ. Và kết thúc buổi phần chuỗi các ngành nghề trong communication thì cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Ray Nguyễn, một chuyên gia trong lĩnh vực này đã cho chúng em cái nhìn dưới lăng kính của một người đã trải qua rất là nhiều vị trí khác nhau. Một lần nữa cảm ơn anh Ray Nguyễn và chị Michelle. Và để thay đổi không khí của chương trình thì chúng ta sẽ bước qua cái phần gọi là câu hỏi nhanh. Thì thông qua phần câu hỏi này thì các bạn sẽ có thể có được những cái phần quà rất là dễ thương đến từ IDB. Ai trả lời nhanh nhất, chính xác nhất thì sẽ được quà. Ok, xin cảm ơn Nhiên. Và trước khi đọc câu hỏi thì IDP xin phép được phổ biến thể lệ những cái câu đố như sau ạ. Thì trong phần quiz này thì chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi tương đương với lại 3 phần quà. Cho nên là các bạn học sinh có câu trả lời đúng và nhanh nhất cho mỗi câu hỏi sẽ nhận được một phần quà từ phía IDP ạ. Và các bạn lưu ý là các đáp án của câu hỏi thì đều nằm trong nội dung của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, cho nên là sẽ không khó với các bạn đâu. Các bạn chỉ cần cố gắng tập trung và trả lời nhanh nhất nhé. Và Thanh xin phép được đi qua câu hỏi đầu tiên. Hiện tại bang nào cần cách ly 14 ngày khi đến Úc? Chúng ta có 3 đáp án ở đây. Đáp án A, bang New South Wales. Đáp án B là bang Nam Úc. Và đáp án C là bang Queensland. Thì đối với câu hỏi này thì các bạn có thể ghi đáp án là ABC hoặc là các bạn có thể ghi rõ tên bang đều được ạ. Chắc là Khanh sẽ nhờ Nhiên để mà có thể là check xem là hiện tại là các bạn đã có câu trả lời chưa, và các bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất thì Nhiên có thể giúp Khanh đọc tên các bạn đó nhé. Rồi, hiện tại là bạn nhìn thấy là bạn Bùi Thu là có câu trả lời đúng và nhanh nhất là đáp án C. Chào Bùi Thu, em có thể vui lòng là để lại thông tin của mình trong khung chat với chị Nhiên ha. Chúc mừng bạn Bùi Thu đã có đáp án chính xác, và đáp án của câu hỏi này đó là đáp án C, đó là bang Queensland. Thì trong những slide đầu tiên giới thiệu về 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 việc nhập cảnh của Úc hiện tại thì IDP cũng đã có đưa ra cái thông tin này, đó là chúng ta có bang Queensland hiện tại vẫn cần cách ly 14 ngày khi nhập cảnh. Và chúc mừng bạn Bùi Thu một lần nữa, và IDP xin được phép là di chuyển sang câu hỏi thứ hai. Các bạn có thể là chưa chưa nhận được phần quà thì mình cố gắng trả lời nhanh hơn nữa, chính xác và nhanh để có thể là nhận được phần quà từ IDP nhé. Cứ bao nhiêu phút IDP giúp một học sinh du học thành công trên toàn thế giới? Chúng ta cũng có 3 đáp án ở đây. Đáp án A 14 phút, đáp án B 60 phút, đáp án C 120 phút. Nếu như quý phụ huynh và các bạn học sinh có theo dõi ở những thông tin mà cập nhật được từ phía IDP trong những slide đầu tiên thì chúng ta cũng có thể biết đáp án ạ. Không biết là Nhiên đã thấy có bạn nào đã có câu trả lời đúng chưa Nhiên ha? Thật là bất ngờ lúc mà Khanh vừa đọc câu hỏi chưa đọc đáp án ABC thì bạn Minh Hiền Đỗ đã có câu trả lời là 14 phút, gõ ra luôn là 14. Chúc mừng bạn Wow, Minh Hiền chúc mừng Nguyễn Minh Hiền. Ừ, Đỗ. chúc mừng em, chúc mừng Minh Hiền. Thì đáp án của câu câu hỏi này đó là cứ 14 phút thì IDP giúp một học sinh du học thành công trên toàn thế giới. Chúc mừng Minh Hiền một lần nữa. Thì em có thể để lại thông tin với lại nhân viên của IDP để IDP có thể là gửi phần quà đến em nhé. Và các bạn ơi, chúng ta chỉ cần một phần quà cuối cùng nữa thôi, cho nên là các bạn cố gắng kiểm tra mạng internet của gia đình để có thể là có câu trả lời vừa chính xác và vừa phải là nhanh nhất nhé. Và câu hỏi cuối cùng như sau. Tên của hai khách mời tham gia hội thảo ngày hôm nay thì các bạn phải gõ tên đầy đủ ha. Nếu như mà các bạn có để ý thì Khanh và Nhiên cũng nhắc rất là nhắc đến tên của hai vị khách mời này rất nhiều và xuyên suốt trong buổi hội thảo ngày hôm nay đó. Không biết là Nhiên đã thấy câu trả lời hay là các bạn nào đã trả lời đúng thì Nhiên ha.
Thật ra thì Nhiên thấy đoàn Nam là có trả lời là Ray Nguyễn, Michelle Walker chính xác, nhưng mà thật ra là mình do có hai khách mời cho nên mình cần phân tách ra nó rõ ràng hơn. Thì Nhiên thấy bạn Phi Pha Nguyễn thì có câu trả lời thiếu. Như vậy thì chỉ có bạn là Nguyễn Thị Trà My là tạm thời là Nhiên thấy có câu trả lời là có sự phân tách tên giữa hai khách mời là anh Ray Nguyễn và chị Michelle Walker. Ok. À, vậy thì có thể là chúng ta có thể là để phần quà này cho bạn Trà My ha. À, Trà My đã có câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất. Thì chúc mừng Trà My, chúc mừng em. Thì em chúc mừng em đã là chủ nhân của phần quà cuối cùng của ngày hôm nay. Thì em có thể để lại thông tin liên lạc của mình cho nhân viên của IDB, thì IDB có thể gửi phần quà đến em nhé. Và chúc mừng các bạn ngày hôm nay đã nhận được phần quà từ phía IDP. Và sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, thì IDP xin phép chuyển sang nội dung cuối của chương trình ngày hôm nay, đó là phần hỏi đáp cùng các vị khách mời ạ. Và từ đầu tới giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ quý vị phụ huynh này, cũng như là các bạn học sinh quan tâm đến ngành marketing cũng như là communication. Thì không biết là Nhi có thể giúp Khanh chọn ra những cái câu hỏi của các bạn để có thể là mời các vị khách mời của chúng ta trả lời câu hỏi được không ạ? Hiện tại thì Nhiên thấy có bạn Bùi Thu có câu hỏi là câu này là theo em được biết thì ngành truyền thông và marketing thường thay đổi rất nhanh và cạnh tranh cao. Vậy anh chị có thể chia sẻ góc nhìn của anh chị về việc làm thế nào để tồn tại, cạnh tranh và phát triển lâu dài trong ngành được không? Câu này thì em mời anh Ray Nguyễn trả lời ạ. Đúng như em nói ấy, thì cái ngành truyền thông và marketing nó rất là gọi là dynamic và luôn luôn thay đổi từ ngày này qua ngày kia. Ngày hôm nay em có thể thức dậy với một cái kiến thức này, nhưng mà ngày mai ấy, thì nó thay đổi, nó sẽ trở thành, nó biến hóa thành một cái kiến thức khác, hay là có những cái tính năng cập nhật update mới về marketing, về truyền thông, thì bắt buộc em sẽ phải là người nắm được những cái update đó, những cái sự thay đổi đó, để em có thể là gọi là mà đi đầu master trong cái ngành nghề này. Thì để mà tồn tại và cạnh tranh và phát triển lâu dài trong cái ngành này á, thì chắc chắn là đó là cái yếu tố là việc là em sẽ cần phải trau dồi cho mình rất là nhiều về kiến thức, đó là luôn luôn mang cái tâm thế là tò mò tìm hiểu những cái kiến thức mới xung quanh mình về ngành marketing, về truyền thông. Và một cái cách của anh á, đó là anh subscribe rất là nhiều những cái trang web, hay là những cái gọi là những cái organization, những cái tổ chức, hay là những cái team, hay là những cái Facebook group, những cái hội nhóm mà chuyên về marketing, chuyên về truyền thông. Thì ngày nào thì lúc mà em lướt những cái mạng xã hội á, thì em cũng sẽ gặp những cái thông tin đó, những cái nội dung đó, thì nó thành như là thói quen của em. Bởi vì ngày nào em cũng lên mạng xã hội đúng không, thì em sẽ lấy cái thói quen của mình, nó gắn liền với cái việc là vừa là thói quen của mình và vừa là cập nhật thêm những kiến thức mới về ngành marketing truyền thông. Thì lúc đó em sẽ một công đôi việc, và em sẽ luôn luôn mình luôn luôn ở trong trong một cái tâm thế gọi là ready, và luôn luôn là có những cái mà kiến thức update mới nhất về ngành. Bên cạnh đó thì một cái mà anh rất là coi trọng trong cái nghề nghiệp này, đó là networking skill. Như lúc nãy chị Michelle có nói á, thì cái kỹ năng về networking là một kỹ năng rất là cần thiết cho tất cả những cái bạn bạn làm trong cái ngành marketing cũng như truyền thông. Bởi vì networking skill á, thì em sẽ được gặp gỡ rất là nhiều những cái con người mà cũng có cùng chung cái passion như em về marketing và truyền thông như em. Họ làm rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau, những ngành nghề khác nhau, họ có những cái background khác nhau. Và cái lợi thế của em khi đi du học là em gặp rất là nhiều những cái bạn từ những cái nơi khác nhau trên thế giới, những cái văn hóa khác nhau, những cái background khác nhau. Thì lúc mà em làm quen, em học tập cùng với các bạn đấy, thì em sẽ có một cái vốn kiến thức nó rất là rộng, và có những cái hiểu biết văn hóa nhất định, để sau này khi em làm việc thì em sẽ luôn luôn có một cái nguồn tham khảo, hay là có một cái nguồn mà để em có thể là kết nối, để có thể phục vụ cho công việc của em sau này. Thì cái việc networking skill nó sẽ giúp cho em có được có một cái mối quan hệ đủ lớn, đủ rộng, để em luôn luôn có được những cái người mà hỗ trợ em lúc khi mà em cần, khi mà em gặp những vấn đề gì, hay là em đang tìm những cái giải pháp gì để giải quyết cho những công việc của em.
Ngoài ra thì em còn có một cái chỗ để em có thể trao đổi được những cái những cái issue hay là những cái câu hỏi gì mà em có trong ngày, và họ sẽ available và họ sẽ là hướng dẫn cho em, và thậm chí là có những cái update, những cái gì mới, những cái thông tin gì mới, hay là những cái thứ mà họ chia sẻ ở trên mạng xã hội hay là ở trên những cái platform về chuyên nghiệp về về công việc như là LinkedIn ấy, thì lúc đấy em sẽ cập nhật được rất là nhiều những cái thông tin mới về ngành truyền thông và marketing. Thì đó là cái chia sẻ của anh. Còn chị Michelle thì sao? Chị đồng ý với em. Thì đúng là tự vì mình làm trong, ngay cả khi em làm trong lĩnh vực marketing với communication đó, nếu mà em không có lúc nào em cũng dynamic nè ha, lúc nào cũng muốn tìm tòi để update những cái kiến thức của mình hơn đó, thì từ từ em cũng bị đào thải ra khỏi nghề à. Cho nên đương nhiên là em càng làm marketing và communication đó, networking, lúc nào cũng muốn tìm hiểu khám phá. Và bây giờ đó em biết không, em networking cũng dễ lắm, tự vì qua những cái social platform nè, mình có nhiều cái để mình networking hơn rồi, kiến thức cập nhật cũng có nhiều nguồn lắm, cho nên chị nghĩ là cái việc đó cũng không đáng lo ngại lắm đâu. Ừ. Dạ. Chỉ có một cái chị thấy giới trẻ bây giờ hơi đáng lo ngại là các bạn rất thích shortcut. Có nghĩa là các bạn hay muốn học chiêu này, chiêu kia, cái này làm gì, cái kia làm gì. Nhưng mà khi mình nói là không, em phải có cái foundation trước, thì đó sẽ một cái foundation rất tốt, thì các bạn lại thích đi học những khóa ngắn hạn kiểu này, khóa ngắn hạn kiểu kia, nhưng mà lại không đồng ý đi học một chương trình bachelor hay là master degree. Thì em nên nhớ nha, trên đời này không có cái gì mà shortcut hết trơn á. Shortcut là giống như em học, là em học được những cái chiêu, nhưng nó nằm ở bên trên cái tảng băng nè, còn ở dưới cái mặt nước, cái tảng băng, cái foundation của nó em bị rất là hỏng. Cho nên lý do tại sao em nên đi học, nếu em có điều kiện, học từ Bachelor of Marketing hay Communication. Mình không có điều kiện, mình đã học Bachelor xong rồi thì mình đi học Master Degree. Tự vì trên đời này chị thấy không có học cái gì mà là dư hết trơn á. À, đó, cho nên nếu foundation của em đã vững rồi đó, em không cần phí thời gian đi học chiêu này chiêu kia đâu, em tự học được rồi. Dạ, cảm ơn chị Michelle có những chia sẻ rất là dễ thương và hóm hỉnh. Thì bạn Bùi Thu cũng đã cảm ơn anh Ray và chị Michelle rất là nhiều về cái phần giải đáp thắc mắc cho bạn. Và câu hỏi cuối cùng em muốn dành cho chị Michelle là đến từ bạn Minh Hiền Đỗ. Em muốn theo đuổi ngành truyền thông và branding, tuy nhiên em thấy mọi người nói rằng rất khó đối với một sinh viên quốc tế để có thể cạnh tranh với các bạn bản địa, bản xứ, mà thay vào đó học các khóa như là kế toán, giảng dạy accounting teacher để dễ định cư rồi nhảy nghề sau. Anh chị nghĩ về việc này như thế nào và làm thế nào để du học sinh có thể kiếm được các cơ hội tốt hơn khi đi học? Em đã tốt nghiệp, đi làm và đang cân nhắc đi học lại master tại Melbourne ạ. Rồi. Thì theo theo chị, câu hỏi của em đó là em đặt ra rất là đúng đó. Trong các ngành nghề về business đó, thì hai ngành nghề chị cảm thấy là khó nhất trong khối ngành business, thứ nhất là finance và thứ hai là marketing. Tự vì communication thì luôn đi chung với marketing rồi em ha. Thì tự vì hai nhóm ngành này không phải em học cái skill cứng không, mà cái khả năng phân tích của em rất cao, cho nên em sẽ phải quay lại hỏi ngược lại bản thân em có good về phân tích hay không, có good về phân tích và tự quyết định, giống như là tự đặt ra chiến lược và implement những cái chiến lược mình đặt ra được hay không. Nếu bản thân em cảm thấy tự tin là mình làm được cái việc đó đó, thì hãy tiếp tục học marketing communication. Còn nếu bản thân em cảm không thấy tự tin thì thôi, đừng phí thời gian học nữa, mà nên học những ngành nào cái skill của nó là black and white, là giống như kế toán là black and white đúng không, cộng đúng là đúng, có công thức mình làm ra là đúng đó. Thì trước tiên em phải hiểu rõ khả năng của bản thân mình trước, rồi mình đầu tư vô cái định hướng nào mà tốt nhất cho bản thân mình. Còn nếu như em cảm thấy là em up to challenges ha, muốn học marketing communication, thì khi em đi theo học ở Úc á, không phải là kiến thức mình đi học trong trường không đâu, mà ở mỗi trường như Deakin hay Griffith đều có rất nhiều hoạt động ngoại khóa.
để giúp mình có cái network. Tại vì mình là du học sinh nha, network của mình là qua trường học với qua bạn bè thầy cô. Và từ trường học, bạn bè thầy cô, mình mới có được network với cái local community. Nhờ có network local community thì mình mới improve được cái am hiểu của mình về văn hóa nè, về cái norms, những cái cách sinh sống của họ như thế nào và ngôn ngữ của mình, thì cái đó là một cái cách để mình tăng cái khả năng cạnh tranh kiếm việc làm của mình hơn. Và em nên nhớ, mình biết tiếng Việt rất là có lợi nha. Tự Đúng vì rồi. Tự vì cộng đồng người Việt là một trong 7 cộng đồng lớn nhất ở Úc, và thị trường Việt Nam là một trong những thị trường rất hot, là một những cái consuming market mà tất cả quốc gia nào cũng nhắm đến, cho nên em nên nhắm đến những cái advantage của mình đó. Thì chị thấy khả năng cạnh tranh của mình ở Úc rất là cao, không có thấp đâu. Dạ, còn dưới lăng kính của anh Ray Nguyễn, một người đi làm và trải đời rất là nhiều, thì anh Ray có những nhận định như thế nào ạ? À, đúng rồi, thì cái câu hỏi của bạn lúc nãy thì anh thấy nó cũng khá là related tới rất là nhiều bạn trẻ bây giờ. Khi mà các bạn rất là muốn đi học ngành những ngành về thiên về truyền thông, về ngôn ngữ, về nói chung là về cái language cũng như là communication nó nhiều á, thì rất là nhiều bạn có một cái gọi là cái suy nghĩ rằng là với một cái người như là người nước ngoài, như là ở người người Việt mình mà qua học những cái ngành nghề như vậy thì sẽ có rất là nhiều những người bạn cùng học là những người bản địa, là những người Úc, thì khi mà làm việc với họ có một cái khi mà học tập cùng họ ấy, thì sẽ có một cái gọi là một cái áp lực nhất định, bởi vì họ nói cái ngôn ngữ của chính họ trong khi mình lại là chỉ là ngôn ngữ thứ hai mà thôi. Tuy nhiên ở đây là một cái mà anh mong muốn là những cái bạn mà đang muốn đi học những ngành truyền thông ấy, các bạn sẽ phải biết được rằng á cái ngôn ngữ thứ hai đó là cái tiếng Việt của mình á, nó là một cái advantage của mình. Hãy lấy nó là một cái advantage của mình, đó là một cái lợi điểm của mình khi mà đi học ngành này ở bên một cái nước ngoài. Họ chỉ biết mỗi tiếng Anh thôi, nhưng mình lại biết hai thứ tiếng lận, đó là tiếng Việt nữa. Trong khi đó mình lại có một cái văn hóa về châu Á nữa. Thì khi mà làm việc nhóm hay là học tập cùng với họ ở bên kia, thì mình sẽ có được những cái kiến thức hay là có những cái vốn văn hóa mà mình có thể chia sẻ được với những cái người đó, và để làm cho một cái nhóm hay là một cái group nào đó nó đa dạng hơn và có nhiều cái ý kiến, có nhiều cái perspective, có nhiều cái quan điểm, và làm cho cái project đó hay là cái lớp học đó nó thú vị hơn, và sẽ khiến cho em có một cái sự tự tin nhất định, bởi vì em biết được là em là người đặc biệt, em là người một trong rất ít những cái sinh viên quốc tế mà dám học những cái ngành về ngành như là báo chí, ngành truyền thông, một cái ngành mà 10 sinh viên chỉ có 1 đến 2 sinh viên quốc tế mà thôi, còn lại là sinh viên bản địa. Thì lúc đó em sẽ tạo nên một cái lợi thế khác biệt, em là người đặc biệt trong cái group đó, cái nhóm đó, và em sẽ được chia sẻ những cái kiến thức hay là những cái văn hóa của cái nước của Việt Nam hay là của những cái nước khác, thì nó sẽ benefit rất nhiều và nó sẽ tạo cho em một cái điểm nhấn, hay là giúp những cái bạn bạn bản địa sẽ có cảm thấy như là có họ có được những cái tiếng nói khác hay có những quan điểm khác để họ có thể là suy nghĩ được nhiều thứ hơn nữa. Nên là hãy lấy đó là một cái advantage, một cái lợi điểm của mình, chứ không nên là nghĩ là mình sẽ không thể cạnh tranh được với họ. Thì giống như anh cũng đi học những ngành truyền thông, anh cũng có suy nghĩ tương tự như em ngày xưa, nhưng mà khi mà anh đi học thì anh cảm thấy là bởi vì anh đã rất là thích từ lâu, từ khi hồi cấp 2, cấp 3 anh đã định hướng cho mình là đi học ngành truyền thông và marketing. Thế nên là anh đã quyết định chọn là học song bằng, đó là communication và marketing, để anh có thể là vừa là làm được trong ngành quảng cáo, và anh ngoài ra anh còn có thể là có được những cái kiến thức về về kinh doanh, về business, về con số, thì lúc đó nó bổ trợ cho anh rất là nhiều. Và anh đã có cái nỗi sợ là làm thế nào để qua để có thể là học cùng với những cái bạn bản địa như vậy. Tuy nhiên mà khi mà mình qua thì tiếp xúc với rất là nhiều bạn, thì họ có những cái tức là họ cái attitude hay là những cái thái độ của họ và những cái cách làm việc của họ, những cái người bản địa bên đó, các bạn trẻ bây giờ rất là open, các bạn rất là willing nói chuyện với những người quốc tế, vì họ biết được tiếng Úc là cái nước đa văn hóa, đa ngôn ngữ, nên là cái việc mà không thể các bạn không thể tránh khỏi được việc là gặp những người nước ngoài và phải giao tiếp tiếng Anh với những người nước ngoài. Thì bây giờ cái chuyện du học và học những cái ngành về ngành communication hay là báo chí thì nó dễ dàng hơn nhiều, và giúp cho các em là sẽ anh hy vọng là qua cái trao đổi này thì em sẽ có thể thấy được là mình sẽ tự tin hơn khi chọn cái ngành nghề này khi đi học ở bên đấy.
Cảm ơn Ừ. câu trả lời của anh Ray và chị Michelle dành cho bạn Minh Hiền Đỗ. Hy vọng Minh Hiền Đỗ kịp thời ghi nhận lại những thông tin rất là hữu ích này. Và ngoài ra thì Thanh cũng thấy có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra từ các bạn học sinh, và có hai câu hỏi từ bạn Quỳnh Mai và Trà My thì chị cũng thấy là chị Michelle đã giải đáp thắc mắc của cho hai em ở trong phần chat. Và ngoài ra thì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ các bạn học sinh. Tuy nhiên thì vì thời lượng của chương trình có hạn nên là những câu hỏi của quý phụ huynh hay là các bạn học sinh chưa được giải đáp thì sau buổi hội thảo hôm nay thì nhân viên IDP sẽ liên hệ để hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Và hy vọng là thông qua chuỗi hội thảo lựa chọn đúng ngành nghề cho hành trình đến Úc là với chủ đề là bùng nổ cơ hội sau khi tốt nghiệp cho nhóm ngành tiếp thị truyền thông đã cung cấp cho các bạn học sinh có những thông tin thiết thực về ngành mà các bạn đang quan tâm, từ đó sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn cho ngành học cũng như là việc làm của các bạn sau này. Thay mặt IDP, một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai vị khách mời của chúng ta là chị Michelle và anh Ray đã dành thời gian để tham gia buổi hội thảo của IDP. Chúc hai anh chị có thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt ạ. Và IDP cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh và các bạn học sinh. Và chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và đừng quên đón xem những số tiếp theo của chúng tôi trong chuỗi hội thảo lựa chọn ngành nghề cho hành trình đến Úc. Xin chào và hẹn gặp lại.